Chương 81 Sáng mù cả mắt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Này đầu lever 12 tinh anh bốt nửa nằm bán tựa ở mộ đạo trên thạch bích, đã là hấp hối. Đầu lâu của nó thường khắp nơi đều là giang khắp nơi thương tổn, tả hữu hai mắt máu thịt bè bét, bên vậy miệng rộng thở ra thì nhiều như khí ít, khóe miệng không chỗ ở tràn ra đen nhánh máu tươi, nguyên bản to lớn thân thể sụi lơ thành bùn, hai tay hữu khí vô lực nhẹ nhàng hoạt động lên móng tay lợi trảo đều rút về nửa thanh. Ác linh huyết thi đầu tương đương với huyết điều, gần kề hát thê chỉ còn lại có cuối cùng một đường. Triệu tê ngưu từ dưới đất nhặt từ bản thân cái kia đem quay về bay phủ, tại cự ly ác linh huyết thi năm thước ngoài địa phương đứng lại. Ác linh huyết thi tự hồ biết mình tận thế đến, nó đột nhiên trở nên kích động lúng cuốn, thủ cước lộn xộn dãy dụ lấy muốn một lần nữa đứng lên, nhưng là cái này nhất định là phí công vô dụng cử động. Triệu Tê Ngưu lắc đầu, vung tay hướng phía đối phương ném mạnh ra bay phủ, dù là biết rõ này đầu bốt đã không có nhiều ít năng lực phản kháng, nhưng là chú ý tuyệt đối sẽ không có sai lầm lớn. Rống mắt thấy bay phủ sắp chém trúng ác linh huyết thi đầu lâu, này đầu bốt trong lúc đó ngửa đầu phát ra đinh tai nhức ốc trích gào, ngực của nó khang cao cao cố lấy, tứ chi như là thổi khí bình thường nhanh chóng bành trướng. Triệu Tê Ngưu trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác không ổn, không chút do dự nhắc tới chiến lá chắn bảo vệ toàn thân hướng lui về phía sau lại, đồng thời móc ra trị liệu dược tề hướng trong miệng ngược lại. Bung Quay về bay phủ còn không có đánh trúng ác linh huyết thi, bị một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh bay, chỉ nghe được một tiếng đáng sợ nổ, nó cả thân thể chia năm xẻ bảy địa nổ bung, đếm không hết máu thịt vụn hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, nền ở chung quanh mộ đạo trên thạch bích ầm ầm rung động. không ít thi hài mảnh nhỏ lắp bắp đánh trúng vào triệu tê ngưu chiến lá trắng, chấn đắc hắn hổ khẩu rung lên, nguyên một đám thương tổn con số không có ở đây trên đỉnh đầu phiêu khởi, 35, 40, 37. HP giá trị một đoạn một đoạn địa nhanh chóng ngã xuống, khó khăn lắm đứng ở hai điểm trị số lên, sau đó bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Ta té. Triệu tê ngưu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ác linh huyết thi cái này tự bạo tuyệt sát quả thực quá ác độc nếu như hắn không phải đủ đủ rồi tiểu tâm cẩn thận, chỉ sợ cũng giống như trước đồng quy vu tận, không công vứt bỏ 10% kinh nghiệm cái gì đều có không đến. Lẳng lặng yên đã chờ đợi một lát, xác định sẽ không còn có nguy hiểm sau, triệu tê ngưu chậm rãi buông xuống chiến lá trắng. Sau đó, hắn thiếu chút nữa bị phía trước trên mặt đất một mảnh tia sáng chói mắt, sáng mù cả mắt. Ta dựa vào. Ngoài trừ hai chữ này, triệu tê ngư thật sự không cách nào dùng khác ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình của giờ khắc này chỉ thấy phía trước thiên nữ tán hoa loại địa tán lạc đếm không hết vật phẩm đại bộ phận là tiền còn có nhiều trang bị những này đánh chết bốt chiến lợi phẩm rơi vào trên mặt đất ở bên trong lóng lánh mê người quan mang làm cho không phải rất quan tâm tiền tài triệu tê ngư cũng nhịn không được nửa tim đập thình thịch tâm tình như là dung nijt spit loại theo thấp điểm bay thẳng đỉnh gợi ý của hệ thống Ngoạn gia triệu đại ngưu thành công chém giết level 12 bốt ác linh huyết thi, tinh anh, đạt được 100.000 điểm S, chủ vị diện danh vọng về 1 thần điện danh vọng về 1 Nghe được gợi ý của hệ thống sát na, lục mang tinh đồ tại triệu tê ngưu dưới chân của hiển hiện, tất cả trạng thái trong nháy mắt toàn mãn. Thăng cấp Mượn nhờ chém giết bốt đạt được kinh nghiệm, hắn theo level 13 nhảy lên đến level 14, hướng phía. Quan Huy, chủ lưu ngoạn gia hàng ngũ lại bước ra kiên cố một bước, thực lực mạnh hơn một phần. Hít một hơi thật sâu thở dài, Triệu Tê Ngưu dặn xuống tâm tình kích động, thu hồi chiến lá trắng một lần nữa rút ra chiến đao, bắt đầu lục tìm trên đất chiến lợi phẩm. Gần kề nhặt gì đó, Triệu Tê Ngưu trọn vẹn hao tốn hai phút, không thể so với đánh chết bốt dụng là thời gian ít hơn. Trải qua kiểm kê, Triệu Tê Ngưu tổng cộng đã lấy được 7 kim ba bạc năm đồng tiền, đây là hắn tiến vào, quan huy, đến nay chém giết quái vật đạt được lớn nhất một số tiền tài, ác linh huyết thi không hổ là cấp tinh anh bốt, của cải quá phong phú. Nhưng là so sánh với mặt khác ba trang bị cùng hai kiện đặc thù vật phẩm, chút tiền ấy lại không đáng kể chút nào. Huyết trì giới chỉ, công kích 7.7, lực công kích 3, lực lượng 2, may mắn 1, bền 10, 10, yêu cầu lực lượng 40, độ Excel trang bị. Cứng cõi huyết giáp, phòng ngự 8.15 pháp thuật phòng ngự 7, thể chất 2, nhanh nhẹn 11, bền 30, 30, yêu cầu thể chất 40, độ Excel trang bị. Thị huyết, khát máu, chi chủy, công kích 10.15, lực công kích 5, nhanh nhẹn 2, hữu hiệu công kích thương tổn 5% chuyển hóa làm tự thân HP, bền 30, 30, hạng đạo tạc, du hiệp, độ Excel trang bị. Ác linh huyết thi lại bạo cho triệu tê ngưu trọn vẹn ba cái trác tuyệt trang bị hơn nữa toàn bộ cũng không phải thuộc tính đồ bỏ đi gân gà, nhất là huyết trì giới chỉ cùng cứng cỏi huyết giáp, chính thích hợp hắn sử dụng. Huyết trì giới chỉ trực tiếp bọc tại trên ngón tay, cứng cỏi huyết giáp yêu cầu 40 điểm thể chất, triệu tê ngư vừa vặn không đủ, nhưng là không có vấn đề gì. Hắn đem vừa mới thăng cấp lấy được 5 điểm tự do thuộc tính vùi đầu vào thể chất trên mặt đi, lập tức dùng cứng cỏi huyết giáp thay thì ra cho xích lan chiến giáp. Cứng cỏi huyết giáp so với xích lan chiến giáp phòng ngự rất cao, hình thức càng thêm chất phát tự nhiên, chỉnh thể bày biện ra đỏ sậm ánh sáng màu, mặt ngoài ẩn ẩn hiện động lên huyết quang, tính chất cứng trắng dày đặc có cùng loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mặc vào cái này hai vật trác tuyệt trang bị, triệu tê ngưu thực lực tổng hợp mạnh thêm một đoạn, HP lần đầu tiên đột phá 500 hơi lớn quan, đạt đến 517, năm điểm, đền bù không ít trước kia thiếu máu nhược điểm. Thánh kỳ sĩ thật là chú trọng trang bị chức nghiệp, trang bị càng mạnh có khả năng phát huy ra thực lực càng cao, triệu tê ngưu lựa chọn lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn chia đều tăng điểm, như vậy thế tất yếu đối trang bị đưa ra cao hơn yêu cầu. Mặt khác hắn chỉ cần tấn thăng nửa một level đến cấp 15 là có thể sử dụng đồng dạng là trác tuyệt trang bị thị huyết, khát máu, chiến lá trắng cùng thị huyết, khát máu, chiến đao, đến lúc đó trên người trác tuyệt trang bị đem đạt tới năm vật nhiều, hơn nửa dũng khí huy chương trang bị phẩm chất tốt nhất đem sẽ đạt tới thậm chí vượt qua đại đa số chủ lưu ngoạn gia tiêu chuẩn. Về phần thị huyết, khát máu, chi chủy, bởi vì có nghề nghiệp hạn chế, triệu tê ngư chỉ có thể thu vào trong túi đeo lưng, đến lúc đó nộp lên trên chiến đội. Ngoại trừ cái này ba cái trác tuyệt trang bên ngoài, hắn còn chiếm được một quả huyết hồn châu cùng một quả đá skill. To chừng trái nhãn huyết hồn châu toàn thân rất tròn, trong suốt sáng long lanh tản mát ra nhàn nhạt xích sắc quang mang, vào tay ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc như ngọc, nhưng là nó tin tức biểu hiện nhưng lại không biết vật phẩm. Quan Huy, quái vật bạo rơi đích vật phẩm bình thường đều sẽ trực tiếp cho thấy thuộc tính, bất quá cũng có ngoại lệ, bình thường mà nói những vật phẩm này đều cùng nào đó nhiệm vụ tương quan, chỉ có gặp được tương ứng nhiệm vụ mới có thể gây ra biểu hiện. Mặt khác cái viên này đã skill tên là thị huyết, khát máu, là level 12 cùng chiến sĩ kỹ năng, có thể dùng tổn thất nhất định HP làm đại giá tiến đến giờ tăng lên sức chiến đấu, hơn nữa đang công kích trong tạo thành đối thủ duy trì liên tục đổ máu thương tổn. Bởi vì triệu tê ngưu mình không thể dùng, cho nên huyết hồn châu cùng đá skill đều tạm thời thu vào. Xử lý xong chiến lợi phẩm sau, triệu tê ngưu tiếp tục hướng phía địa cung ở chỗ sâu trong đi về phía trước, tìm kiếm thất lạc kỵ sĩ di hài. Thân hình của hắn, tại thâm thúy bóng tối mộ đạo ở bên trong dần dần từng bước đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 82 Linh Hấp Quái Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tử vong địa cung to lớn đến thần kỳ Tại đây đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong không gian Có mê cung loại rắc rối phức tạp dưới mặt đất mộ đạo Nếu như không có địa đồ chỉ dẫn Rất dễ dàng bị lạc ở bên trong cho đến chết Ai cũng không biết bóng tối mộ đạo trong đó ẩn giấu nhiều ít đáng sợ quái vật, mạo hiểm tránh được một kiếp hơn nữa chém dết bốt triệu tê ngưu không thể không càng cẩn thận e dè hơn địa thăm dò không biết khu vực, để tránh sai lầm địa xâm nhập nào đó quái vật trong hang ổ mặt, khiến nhiệm vụ thất bại. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, con đường tiếp theo con đường nhưng lại tương đối thuận lợi. Một đường đi tới, triệu tê ngưu gặp được càng nhiều nhất quái vật hay là level 10 địa cung chuột cống, chúng nó thường thường top 5 top 3 thành đống, dùng sắc nhọn nanh vuốt gặm nhắm mộ đào thạch bích đào móc buồn đất, phản phất bên trong mặt có cái gì mỹ vị tồn tại. Nhưng là những này địa cung chuột cống môn lại hoàn toàn không có triệu tê ngưu đã từng gặp những đồng loại kia như vậy dũng mãnh gan dạ hiếu chiến, đương quan minh chi hỏa quan mang chiếu rọi tại nó trên người chúng thời điểm, những người này lập tức kinh hoàng địa tứ tán chạy thuộc mạng, như là gặp đáng sợ thiên địch, căn bản không dám tới gần triệu tê ngưu nửa bước không phải một đầu hai đầu, mà là tất cả địa cung chuột cống môn đều là như thế, làm cho Triệu Tê Ngưu trong nội tâm rất là kinh ngạc, không rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tử vong địa cung không chỉ có riêng chỉ có địa cung chuột cống, còn có một loại yêu mến ẩn núp trong bóng đêm đánh lén địa cung máu nhện ngược lại cho Triệu Tê Ngưu đã tạo thành không ít phức tạp. Loại này level 13 quái vật thân thể chừng to bằng cái thớt, triển khai chân vượt qua hai thước, có thể phun ra nọc độc cùng có cuốn quanh tác dụng tơ nhện tương đối làm người nhức đầu, tốt ở cung điện dưới lòng đất máu người nhện đều là một mình xuất hiện, tuy nhiên phiền toái cũng không trở thành làm cho triệu tê ngưu thương gân động cốt, quen thuộc công kích của nó phương thức sau đối phó không là vấn đề. Hắn ở đây tử vong trong cung điện dưới lòng đất suốt thăm dò 7 giờ, trên đường trải qua quá nhiều lần nghỉ ngơi khôi phục, rốt cục tiếp cận đệ nhất cụ thánh kỵ sĩ thi hài vứt bỏ điểm vị trí. Tại hắc ám vô cùng trong cung điện dưới lòng đất hết thành nhiệm vụ như vậy, thật sự phi thường khảo nghiệm một player ý chí cùng tâm tính, cũng không đủ dũng khí cùng kiên trì, tuyệt đối không cách nào đi được quá lâu. Mà nguy hiểm chung quy lại là ở trong lúc lơ đảng, đột nhiên hàng lâm. Khi triệu tê ngưu đi đến một chỗ cung mộ đạo chữ thập hành lang gấp khúc ở bên trong thời điểm, đột nhiên có một trận âm hàng phong theo hữu phía sườn mộ đạo trong đó thổi đi qua, thổi tới trên người của hắn lạnh đến như là bị băng sương bao trùm. Một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất phát từ bây giờ cách Triệu Tê Ngưu không đến thập bộ có hơn địa phương, thân hình của nó so với Triệu Tê Ngưu muốn cao hơn một chút, mặc một bộ cùng loại pháp bào vậy màu đen bào phục, lộ ra khô gầy hai tay trảo cùng cùng loại bạch tuộc vậy đầu lâu. Linh hấp quái, level 14 quái vật, thôn phệ huyết nhục dị hóa vong linh. Này đầu linh hấp quái trong ánh mắt không có đồng tử, hoàn toàn là màu trắng bệt, miệng phụ cận trường có bốn cái cấu tạo bằng thịt đâm tủa, màu da hiện lên màu tím nhạt, nhìn về phía trên nhìn lại không có co giãn cao su, trên mặt bao trùm lấy một tầng phản quan chất nhầy. Tay phải của nó nắm một cây nho nhỏ bạch sắc cốt trượng, đầu trượng vây quanh trước một khỏa đen nhánh tỏa sáng tinh châu. Song phương tao ngộ phi thường đột nhiên, đương triệu tê ngư chứng kiến linh hấp quái thời điểm, hắn cũng đồng thời thấy được triệu tê ngư, nó lập tức giơ lên trong tay cốt trượng, xấu xí bạch tụt miệng ngọ ngoại, không ngừng nhổ ra tối nghĩa chú ngữ đang muốn xông đi lên cho nó đi lên một đao triệu tê ngưu toàn thân chấn động, linh hấp quái chú ngữ thanh minh minh rất thấp trầm, nhưng là tại cảm giác của hắn trong đó lại như là lôi đình nổ vang tuần hoàn không ngớt, cả cái đầu đều muốn nổ vỡ ra, trong nội tâm không tự chủ được nổi lên âm thầm sợ hãi. Trong chỗ U Minh phản phất có cái thanh âm đang không ngừng nói cho triệu tê ngưu, đối phương vô cùng đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, chỉ có lập tức chạy trốn chạy khỏi nơi này, mới có thể đào thoát loại này làm cho người ta toàn thân run sợ sợ hãi. Gợi ý của hệ thống. Ngươi lọc vào tâm linh khống chế, được miễn thất bại. Hưu. Sau một khắc, linh hấp quái về phía trước phóng ra một bước, trong tay cốt trượng hòa cầm nhắm ngay Triệu Tê Ngưu, một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt từ đầu trượng xì ra, chánh chánh đánh trúng vào Triệu Tê Ngưu lồng ngực. Bùng. Triệu Tê Ngưu lập tức như bị sét đánh, lui về phía sau hai bước. 175. Một cá thương tổn cực lớn con số theo đỉnh đầu của hắn bay lên, bất quá trong đầu cái thanh âm kia cũng biến mất theo không thấy, chỉ là trong nội tâm yên nguyên còn lưu lại âm thầm sợ hãi. Linh hấp quái lần nữa hướng phía triệu tê ngưu tới gần, cốt trượng chậm rãi nâng lên lại lần nữa rơi xuống, đầu trượng tinh châu ô quan thoáng hiện. Đê con mẹ mày! Triệu tê ngưu trố mắt hét lớn, phấn đem hết toàn lực hướng phía linh hấp quái ném mạnh ra tay bên trong chiến lá trắng hắn biết mình mới vừa rồi là bị đối phương pháp thuật khống chế, không cách nào được miễn chỉ có thể bị động bị đánh, thừa nhận rồi một kích nặng nề sau mới tự hành giải trừ, mà nếu như một lần nữa cho Linh hấp quái một lần nữa khống chế cơ hội của chính mình, chỉ sợ cần phải chết ở chỗ này không thể, cho nên phải phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện như vậy. Chi giác nặng nề cái thuẫn gào thét phá không, trong khoảnh khắc lượng vòng tại Linh hấp quái trước người, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị đập ngay chính giữa, phát ra sắc nhọn cùng loại thiền minh vậy thét lên. Dù là triệu tê ngưu dùng lớn hơn nửa lực lượng, cái thuẫn cũng sẽ không cho linh hấp quái tạo thành bất kỳ thương tổn, nhưng là hắn động tác này lại hoàn toàn cắt đứt hắn sắp sửa chuẩn bị hoàn thành pháp thuật, cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội phản kích. Sợ hãi bóng tối tại triệu tê ngưu trong lòng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tại chiến lá trắng rời tay sát na, hắn giống như xuất phát từ áp mảnh hổ loại đánh về phía đối thủ, tay phải chiến đao như thiểm điện vung đi ra ngoài. Vèo. Linh hấp quái vừa bị chiến lá trắng đập cá lão đảo, chỗ dựa còn chưa ổn, thình lình triệu tê ngư vọt tới trước mặt của nó, chiến đao hung hăng trảm kích ở trên lồng ngực của nó, 97. Linh hấp quái hắc bào bị chiến đao mở ra, phong nhận xẹt qua cơ thể của nó, mang theo một vòng dòng máu màu xanh lam. Khang giác linh hấp quái lại là hét thảm một tiếng, trên mặt bên miệng bốn cái nhục tu răng rắc lung tung huy động, trong lúc đó về phía trước dọc theo người ra ngoài dài vài thước, hướng phía triệu tê ngưu đầu lâu cúng quanh tới. Triệu tê ngưu chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy công kích, bất quá phản ứng của hắn cực nhanh, quyết đoán buông tha cho lần nữa bổ sung một đao ý nghĩ lập tức hướng lui về phía sau lại, chiến đao nghiêng vung mà dậy đón lấy bay tới nhục tu xuất tua. Linh hấp quái nhục tu cùng bạch tuột xuất tua thoạt nhìn giống như đúc, mặt ngoài giăng đầy tất cả lớn nhỏ giác hút, triệu tê ngưu thối nhanh hơn, Tứ chi nhục tu xuất tu kéo dài truy kích được cũng mau, trong nháy về phía trước thò ra khoảng chừng dài hơn một thước, cũng càng ngày càng có vẻ tráng kiện đáng sợ. Làm người ta giật mình chính là, cái này xuất tu phương thức công kích rất đặc biệt, chẳng những linh hoạt tự nhiên mà vẫn còn sẽ phối hợp lẫn nhau tả hữu bao sao, không phải loạn xạ co rúng cuốn quanh, có vẻ vô cùng có kết cấu. Nếu như nếu đổi lại là người chơi khác, lọc vào cao minh như thế công kích, vậy tuyệt đối sẽ lúng cuốn tay chân khó có thể chống đỡ có thể không may, Linh hấp quái đối thủ là Triệu Tê Ngưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Tao ngộ đối thủ xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vô luận Linh hấp quái xuất tua là rút ra, đâm, cuốn, đập hay là hấp, đều bị Triệu Tê Ngưu dùng chiến đao chém, gọt trêu chọc hoặc chém thức chuẩn xác địa phong ngăn trở cho dù là người phía trước có được tứ chi xuất tua y nguyên không cách nào đột phá hắn ngăn chặn ngược lại bị lưỡi đao sắc bén cắt được vết thương chồng chất linh hấp không loạn đi về phía trước tới gần triệu tê ngư vẫn bước lui về phía sau vừa đánh vừa lui không loạn chút nào mặc cho linh hấp quái đem tứ chi nhục tu xuất tua chơi xuất phát từ hoa hắn chiến đao từ đầu tới cuối duy trì trước nhanh chóng ổn định tinh chuẩn phòng thủ phản kích tiết tấu chiêu thức ấy tinh xảo vô cùng đao pháp, không phải nguyên từ hệ thống kỹ năng, mà là triệu tê ngư vài chục năm kiên trì không ngừng khổ luyện kết quả, càng tại này siêu hiện thực game giả lập ở bên trong trong rủi tung hoành lớn nhất lo lắng. Hắn chẳng những hoàng mỹ phòng thủ ở linh hấp quái bảo tố công kích, thậm chí còn phân thần móc ra trị liệu dược tệ, đem vừa rồi tổn thất HP toàn bộ bổ đầy 30, 27, 45, 39. Nguyên một đám thương tổn con số không ngừng tung bay mà dậy, tuy nhiên đều không cao lắm, nhưng là cùng cộng lại hiệu quả vẫn là tương đương kinh người. Linh hấp quái trên đỉnh đầu bị triệu tê ngư dùng thấy rõ hiện ra huyết điều giảm xuống suốt một nửa. Nó mặc dù là dị hóa quái vật, nhưng là HP hiển nhiên không cách nào cùng bốt đánh đồng. Linh hấp quái đánh lâu không xong, gấp đến độ liên tục trích khí, nó đột nhiên lui về phía sau hai bước, nhanh chóng thu hồi bị đánh được máu thịt be bét nhục tu xúc tua, trong tay cốt trượng lại lần nữa dơ lên. Xem chiêu. Triệu Tê Ngưu sớm có phòng bị, hét lớn một tiếng ném mạnh ra quay về bay phủ, trong nháy mắt đánh trúng vào linh hấp quái bạch tụt miệng, lập tức đưa nó pháp thuật cắt đứt. Lúc trước hắn ở đây linh hấp quái quỷ bí pháp thuật phía dưới bị tổn thất nặng, làm sao có thể không có phòng bị, quay về bay phủ tại bổ túc HP sau tự cầm ở trong tay, chỉ còn chờ tốt nhất ra tay thời cơ 65. Thừa dịp linh hấp quái bị đau chi nha la hoảng thời cơ, triệu tê ngưu dò xét tay nắm lấy bay trở về đầu rìu nhỏ, đồng thời cất bước xông thẳng lên đi, hung hăng một đao chém vào trên cổ của nó. Vèo. Đao phong thật sâu lúng vào linh hấp quái mềm dẻo da thịt ở bên trong, hướng bên cạnh phía dưới lôi ra một đạo thật dài nứt ra, màu xanh nhạt máu tươi lập tức theo miệng vết thương phun tung tóe đi ra, 98, 123. Đáp bờ đa Linh hấp quái bản thể phòng ngự không cao lắm, triệu tê ngưu một đao kia trực tiếp đưa nó đã đánh vào tàn huyết trạng thái chi giác này đầu 14 dị hóa quái vật lão đảo vài bước, kêu thảm xoay người lại, lại cố gắng chạy trốn. Triệu tê ngưu ở đâu còn có thể có thể buông tha nó, đột nhiên cất bước tiến lên vung lên chiến đao, nặng nề mà chém vào phía sau lưng của nó lên, 86. Linh hấp quái trong nháy mắt thiên không máu, trực tiếp ngã nhào xuống đất lên, trong tay cốt trượng đều bạo đi ra. Ha ha! Triệu tê ngưu không khỏi vui vẻ, người này tuy nhiên không phải ác linh huyết thi trang bị như vậy vận chuyển đại đội trưởng bất quá phong làm một cái tiểu đội trường hẳn không có vấn đề rõ ràng đem chính mình ăn cơm gia hỏa đều cho bạo đi ra gốc cây rơi trên mặt đất cốt trượng lóng lánh nhàn nhạt tia sáng màu vàng thình lình cũng là một việc trắc tuyệt trang bị cùng bên cạnh mấy viên sáng long lanh tiền bạc tiền đồng hòa lẫn quái vật rơi xuống trang bị có thể thông qua nhan sắc tiến hành phán đoán bình thường trang bị màu trắng tinh anh trang bị màu lam trác tuyệt trang bị màu vàng, truyền kỳ trang bị màu tím, sử thi trang bị màu vàng đậm, đẳng cấp cao nhất thần thoại trang bị thì là bảy sắc cầu vồng. Trước mắt, quan huy, trong đó, bình thường trang bị là lính mới hàng, tinh anh trang thuộc về chủ lưu trang bị, trác tuyệt trang tức thì là cao cấp trang bị, rất nhiều cao cấp game thủ chuyên nghiệp cũng chỉ có được chút ít trác tuyệt trang, mặc nguyên bộ trác tuyệt giả này trên cơ bản đều là thổ hào kim chủ phú nhị đại thuộc tính vĩ đại trác tuyệt chứa ở thị trường giao dịch thượng giá cả giá cao không hạ, có thể đơn giản bán đi mấy trăm thậm chí mấy ngàn giá cả đi ra. Triệu Tê Ngưu lúc này đây muốn chết vong địa cung nhiệm vụ, tuyệt đối thật không ngờ thánh kỵ sĩ Di Hài còn không có tìm được một cụ, thì đã đánh tới bốn cái trác tuyệt trang, nhân phẩm thật sự là tốt tới cực điểm. Phải biết rằng không ít ngoạn gia, theo du hí chính thức đưa vào hoạt động chơi đến bây giờ, cũng không có đánh ra qua vài món trác tuyệt trang hắn thu hồi quay về bay phủ, cuối người đi nhặt kia thanh độ Excel chiến lợi phẩm. Suy. Ngay vào lúc này, Triệu Tê Ngưu đột nhiên nghe được đến từ sau lưng một tiếng vang nhỏ, sau đó phía sau lưng đột nhiên tê rần 156. Gợi ý của hệ thống. Ngươi lọc vào đối địch trận doanh ngoạn gia công kích, trận doanh hình thức chiến đấu mở ra. Đối địch trận doanh ngoạn gia. Tại sao có thể có đối địch trận doanh ngoạn gia tại nơi này, còn đối với hắn áp dụng đánh lén. Giờ này khắc này triệu tê ngư trong lòng kinh ngạc khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, nhưng là dựa vào chiến đấu bản năng, hắn bắt lại trên đất cốt trường, thuận thế về phía trước ngã lăn xuống đất thượng. Một bả sáng lấp lóa chủy thủ khi hắn nguyên lai vị trí nhảy lên không, nếu như triệu tê ngư không phải trốn tránh kịp thời, cây chủy thủ này sẽ phải xẹt qua cổ của hắn. Tìm hành, bối thứ, bôi hầu. Đúng là đạo tặc đánh lén mạnh nhất liên chiêu. Triệu Tê Ngưu xoay người nhảy lên, tay trái cốt trượng dĩ nhiên đổi thành quay về bay phủ, gào thét lên hướng cách mình không đến ba bước có hơn đạo tặc ném mạnh ra. Bởi vì công kích mà bạo lộ thân hình đạo tặc thật không ngờ nhất định phải được bôi hầu chiến thuật lại có thể biết mất đi hiệu lực, càng không nghĩ đến Triệu Tê Ngưu phản kích sẽ đến mức như thế cực nhanh, bất ngờ không đề phòng bị quay về bay phủ chém trúng mặt. Phốc 85 Lọc vào trọng kích đạo tặc đầu không tự chủ được ngửa về đằng sau đi, bị phá cùng mặt của khổng máu tươi bảo tố bay nhưng cái này gần kề chỉ là triệu tê ngư phản kích bắt đầu sau một khắc hắn mãnh liệt nhào lên chiến đau nặng nề mà trảm kích tại đạo tặc hào không phòng bị trên cổ họng trong nháy mắt mở ra một đạo xúc một kinh tâm vết thương một trăm linh năm một kích trí mạng thiếu máu đạo tặc trực tiếp cho quỳ tại ngã xuống đất trong tích tắc người này đạo tặc trong nội tâm hối hận tới cực điểm hắn là chiến đội thám báo phụ trách là dò đường cảnh giới nhiệm vụ, chỉ là tìm hành lúc đến nơi này, vừa vặn mắt thấy Triệu Tê Ngưu chém vết linh hấp quái một màn, cũng nhìn thấy bạo rơi trên mặt đất đồ Excel cốt trượng. Đúng là chi này cốt trượng làm cho hắn nổi lên tham niệm, cũng không đợi thông tri phía sau đội viên, tìm hành bối thứ đánh lén Triệu Tê Ngưu, ý đồ thắt cổ Triệu Tê Ngưu cướp cốt trượng thưởng đến tay, đồng thời cũng vì chiến đội dựng lên một công. Kết quả lại thật không ngờ Triệu Tê Ngưu cái này con mồi khổ người thật sự quá lớn hắn chẳng những không có nuốt vào miệng, ngược lại bị tan vỡ răng, ngành xanh xanh địa cho chống đỡ chết rồi. Nếu như lại cho ta cơ hội sống lại lần nữa, ta nhất định. Không có gì nhất định rồi, ý thức của hắn theo nhân vật tử vong trong nháy mắt tiến vào vô biên trong bóng tối. Mà lúc này đây, triệu tê ngưu mới nhìn rõ nằm trên mặt đất người đánh lén bộ dạng. Người này đạo tạc dáng người sốc vác, mặt bị giáp cầm trong tay chủy thủ, dung mạo có chút anh tuấn, thính tai tim còn dài mau nhung nhung tinh tế, cái mũi kiên quyết cái cầm gậy, thình lình có vài phần hồ ly bộ dáng. Thú tộc ngoạn gia Triệu Tê Ngư hoàn toàn hiểu được, khó trách hệ thống sẽ xuất hiện đối địch trận doanh nhắc nhở. Nhưng là trong lòng của hắn nghi hoặc, không có theo thân phận đối phương công bố mà sốc lên, thú tộc ngoạn gia như thế nào sẽ xuất hiện tại tử vong trong cung điện dưới lòng đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Thú tộc cùng ma tộc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gợi ý của hệ thống Ngươi thành công tiêu diệt nhất danh đối địch trận doanh ngoạn gia, trận doanh danh vọng một. Đạo tặc càng chính xác ra hẳn là thích khách lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bụi. Quang Huy, chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là nhân tộc cùng tinh linh tộc kết thành quang minh đồng minh, thú tộc cùng ma tộc thành lập nguyệt huy đế quốc, ngoạn gia có thể lựa chọn tùy ý chủng tộc gia nhập đồng minh hoặc là đế quốc tiến hành mạo hiểm cùng chiến đấu. Đế quốc ngoạn gia chức nghiệp không có đạo tặc, nhưng là có thêm cùng đạo tặc chức đặc tính nói hô thích khách, hắn càng thêm thiên hướng về tiến công, so sánh với đạo tặc công kích càng thêm sắc bén, phụ trợ kỹ năng chết ít, chức nghiệp thể chất càng thêm đơn bạc. Mới vừa tình hình, triệu tê ngưu kỳ thật tương đối nguy hiểm bởi vì thích khách liên kỷ phóng ra năng lực rất mạnh một khi bị thích khách khống chế được tiết tấu của chiến đấu hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi đánh lén vua danh hào cũng không phải là nói khoác ra tới triệu tê ngưu đối với đối địch trận doanh đế quốc ngoạn gia hiểu rõ có hạn bởi vì quan minh đồng minh cùng nguyệt huy đế quốc phân thuộc hai đại chủ vị diện lẫn nhau trong lúc đó vẫn còn cách ly trạng thái song phương ngoạn gia có rất ít cùng xuất hiện chỉ có tại độc lập vị diện hoặc là nhiệm vụ đặc thù tràn cảnh trong đó, mới có thể xuất hiện đột nhiên tình huống gặp gỡ, mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, song phương tất nhiên muốn đối mặt người chết ta sống đối quyết, giết chết đối địch trận doanh ngoạn gia chẳng những không có trừng phạt, còn có trận doanh danh vọng ban thưởng. Triệu Tê Ngưu cùng người này thích khách tại chữ thập hành lang gấp khúc ngoài ý muốn tao ngộ, nói rõ đối phương cũng có tử vong địa cung tương quan nhiệm vụ, hắn chết sau khi chiến không có lựa chọn lập tức trở về thành sống lại, mà là lưu tại nguyên chỗ nằm thi càng có thể nói rõ hắn tuyệt đối không phải giống như triệu tê ngưu đơn thương độc mã phụ trận tất nhiên còn có kỳ đồng bạn của hắn tại đế quốc ngoạn gia bên trong phù thủy cùng đức lỗ y đờ rui đều có đủ sống lại đồng bạn kỹ năng cố gắng nhớ lại về đối địch trận doanh ngoạn gia tin tức tương quan triệu tê ngưu không dám thất lễ lập tức đem trên mặt đất còn dư lại chiến lợi phẩm còn có chiến lá trắng, bay phủ chờ một chút trang bị đều lượm về sau đó lặng yên lùi bước đến chữ thập hành lang gấp khúc cốc bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, gia trì tại triệu tê ngưu trên người quan minh chi hỏa dần dần chôn vùi, cả người hắn hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, cả chữ thập hành lang gấp khúc cũng lâm vào trong yên lặng. Triệu tê ngưu không có lập tức thoát đi cái này hung án phát sinh hiện trường, đầu tiên là bởi vì hắn không biết đối phương là từ chỗ nào cái lối đi ở bên trong ra tới. Vạn nhất tuyển nhầm phương hướng cùng đối phương đồng đội đón đầu chạm vào nhau, đây tuyệt đối là phiền toái vô cùng sự tình. Một mặt khác, hắn cũng nghĩ nhìn đối phương một cái còn có bao nhiêu người, nếu như ít người mà nói, hắc hắc. Triệu Tê Ngưu rất cẩn thận, lá gan cũng khá lớn, đối địch trận doanh ngoạn gia xuất hiện không thể nghi ngờ cho nhiệm vụ của hắn gia tăng rồi rất nhiều biến số, giả sử có thể tại nơi này giải quyết vấn đề, hắn có lòng tin mạo hiểm thử một lần. Chữ thập hành lang gấp khúc yên tĩnh, rất nhanh bị bên trái mộ đạo trong đó truyền đến tiếng bước chân của cùng huyên náo thanh đánh vỡ. Nhanh! Mọi người đuổi kịp. Hẳn là thì ở phía trước, mọi người chú ý đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con mẹ nó, ai giết ngân hồ, lão tử lột da hắn. Nghe đến mấy cái này thanh âm động tĩnh, Triệu Tê Ngưu lập tức hiểu rõ chuyện không thể làm, bởi vì hắn từ đối phương tiếng bước chân của dễ dàng đoán được, chi đội ngũ này ít nhất còn có sáu gã thành viên, chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Thừa dịp đối phương còn không có đi đến chữ thập hành lang gấp khúc, triệu tê ngưu lập tức vì chính mình gia trị quan minh chi hỏa, thân hình như như mũi tên rời cung chui vào phía dưới địa cung mộ đạo trong đó, sẽ cực kỳ nhanh chạy vọt về phía trước đã thành vài chục bước sau, hướng quẹo phải nhập mặt khác một cái ngã ba ở bên trong đi. Đang tại ở phía sau, một chi sáu người chiến đội vội vàng chạy tới chữ thập hành làng gấp khúc trong đó. Chi đội ngũ này do bốn nam hai nữ tạo thành, đi ở phía trước là một gã lưng hùng vai gấu khôi ngô khỏe mạnh, tay nâng trọng thuận thú tộc Long Kỵ Sĩ, theo sát phía sau theo thứ tự là nhất danh thú tộc Ma Chiến Sĩ cùng nhất danh ma tộc Nữ Kiếm Sĩ, còn có hai gã ma tộc Phù Thủy cùng nhất danh thú tộc Đức Lỗ Y Đờ Rui, một tên trong đó Phù Thủy là Nữ. Đế quốc ngoạn gia chủng tộc bên ngoài đặc thù vô cùng rõ ràng. Ví dụ như tên kia thú tộc Long Kỵ Sĩ cặp mắt vĩ đại rộng rãi mũi giống như sư tử mạnh mẽ, mà chiến sĩ thân hình kiện tráng ánh mắt sắc bén sau lưng còn dựng thẳng mau nhung đuôi to, hiển nhiên là lan hóa thân. Về phần ma tộc nữ kiếm sĩ cùng nữ vu sư, dáng người thon dài trước sau lồi lõm vô cùng gợi cảm, màu tím nhạt da thịt, xanh làm đôi mắt còn có trên trán ẩn hiện ma văn, vì bọn nàng bình thêm vài phần yêu dị mị lực. Nghe nói Nguyệt Huy đế quốc trong trận doanh, rất lớn một bộ phận ngoạn gia đến từ hải ngoại, quan huy, chủ server mặt hướng toàn cầu mở ra, chỉ cần có internet địa phương cũng có thể lên đất liền du hí không có quốc tịch cùng về mặt thân phận hạn chế tăng thêm trí năng giọng nói phiên dịch ở trong game vận dụng đến từ các nơi trên thế giới ngoạn gia lẫn nhau trao đổi hoàn toàn không là vấn đề mà chiến sĩ cùng đức lỗ y đờ rui trong tay đều nắm một chi thiêu đốt cây đuốc ngọn lửa rừng rực nhanh chóng chiếu sáng cả chữ thập hành lang gấp khúc nằm dưới đất thích khách thi thể lập tức tiến nhập tầm mắt mọi người tìm được rồi ngân hồ tại nơi này long kỵ sĩ trầm giọng nói phu thủy trước đem hắn sống lại. Nguyệt huy đế quốc phù thủy có thể chia làm pháp vu cùng mục vu, người phía trước thiên hướng pháp thuật công kích, truy cầu pháp thuật sát thương, hắn thiên hướng phụ trợ, càng giống là quan minh đồng minh bên trong mục sư, chỉ có điều thi triển pháp thuật dùng nguyền rũ loại vi nhiều. Ma tộc nữ vu sư lập tức đi lên trước, rút ra mang theo người chủy thủ, tại cổ tay phải của mình thượng nhẹ nhàng vẽ một cái, ân hồng tiên huyết lập tức chảy ra, nhỏ tại thích khách trên thi thể hiến tế sống lại. Tối nghĩa chú ngữ vang lên theo, âm hàng gió đang chữ thập hành lang gấp khúc ở bên trong xẹt qua, làm cho cây đuốc trở nên lúc sáng lúc tối. Ê! Nằm dưới đất thích khách thi thể đột nhiên ngồi dậy, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mơ mịt. Đứng ở một bên thú tộc đức lỗ y, đờ rui, vung vẩy trong tay mộc trượng, một vòng hào quang màu xanh lục xuất hiện tại thích khách đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn huy quang đều rơi xuống, sau đó vô thanh vô tức dung nhập vào thích khách trong thân thể thích khách nguyên bản trở nên than trì gương mặt của nhanh chóng khôi phục huyết sắc hắn thở dài nhẹ nhõm nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đối với long kỵ sĩ rất là xấu hổ nói lão đại ta cấp ngươi mất thể diện long kỵ sĩ trầm giọng hỏi ngân hồ chuyện gì xảy ra thanh âm của hắn khàn khàn trong mang theo một tia khô khan nghe không phải rất thông thuận ngươi đụng phải nhiều ít địch nhân Ngân Hồ cười khổ lắc đầu, nói rằng: "Ta chỉ đụng phải một địch nhân là danh Level 14 Thánh Kỵ Sĩ, ta nghĩ đánh lén hắn, kết quả bị hắn giết đi." "Cái gì? Ngươi bị một cái Level 14 Thánh Kỵ Sĩ giết đi?" Bên cạnh Đức Lỗ Y Đờ Rui mở to hai mắt giật mình nói rằng: "Ngân Hồ, chẳng lẽ hắn mang theo thần khí hay sao?" Ma tộc nữ Vu Sư Thu hồi chủy thủ, hé miệng khẽ cười nói: nhất định là ngân hồ quá mức sơ ý khinh thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Đệ nhất cụ Di Hài Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường đội này đến từ đế quốc chiến đội ngoạn gia đẳng cấp đều ở cấp 15 trở lên, ngân hộ cấp bậc là level 16, thích khách thuộc về cao cường công chức nghiệp, chú ý một kích không trúng truyền xa ngàn dặm, am hiểu nhất đánh lén ám sát du đấu cuốn lấy, chống lại phòng cao máu dày nhưng là động tác chậm rãi thánh kỵ sĩ, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngân hồ càng không phải là lính mới thái điểu, tại đánh lén dưới tình huống cư nhiên bị level 14 thánh kỵ sĩ giết lại, chỉ có thể nói rõ hắn quá mức khinh địch chủ quan, nhưng phạm là chăm chú một điểm, ít nhất cũng có thể kiên trì đợi cho đồng đội trợ giúp. Cho nên mọi người đều nở nụ cười, đương nhiên bởi vì chiến đội thành viên lẫn nhau quan hệ trong đó rất tốt, loại này cười nhạo không phải ác ý, càng nhiều là trêu chọc cùng kinh ngạc. Long kỵ sĩ an ủi Chắc hẳn người này thánh kỵ sĩ trang bị cùng thực lực đều không yếu, lần sau gặp lại cẩn thận một chút là được, bất quá hắn chỉ có một người, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Ngân hồ gương mặt buồn bực vẻ, thì thào nói rằng Ta đã rất cẩn thận rồi, chỉ là của hắn kỹ thuật long kỵ sĩ cười ha ha một tiếng thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn đồng thời cũng cắt đứt hắn giải thích không cần nói chúng ta muốn dành thời gian tìm được địa cung lao lung đi thôi long kỵ sĩ cho rằng ngân hồ là sĩ diện hảo không chịu thừa nhận của mình sai lầm hắn cũng chỉ có thể đem nước đắng nuốt xuống bụng chi này do thú tộc cùng ma tộc ngoạn gia tạo thành bảy người chiến đội hướng phía hữu phía sườn mộ đạo đi về phía trước mà cùng bọn họ đi không phải cùng một con đường triệu tê ngưu tiếp cận đệ nhất cụ thánh kỵ sĩ di hài vị trí điểm đi qua thật dài mộ đạo phía trước bỗng nhiên sáng sủa một cái cự đại mộ thất thình lình xuất hiện trước mắt của hắn tòa này mộ thất chừng hơn một ngàn thước vuông diện tích tu kiến được cực kỳ chắc chắn chỉnh tề chung quanh thạch bích đều là thêm dày da tầng nhìn không tới bất luận cái gì sụp xuống tổn hại dấu vết trên vách tường bị móc ra nguyên một đám tròn cũng hình thạch động trong đó bày đặt từng vị trong rất sống động ma thần tượng đá. Mộ địa mặt đất hình thành sạch sẽ, vị trí trung tâm xúc lập một tòa cao cỡ nửa người địa phương hình đàn tế, tứ phía chung quanh chia làm trước tám cái đá tròn trụ, cột đá đỉnh bày đặt hình tròn thạch bồn, cháy hừng hực hỏa diễm đem trọn cá mộ thất chiếu lên sáng như ban ngày. Đàn tế trên mặt, một con quái thú dữ tận đang tại thở to ngủ. Sức lực ngưu đầu khuyển, cấp 15 quái vật, tinh anh, địa cung người thủ vệ cấp 15 tinh anh bốt. Này đầu sức lực ngưu đầu khuyển hình thể cực đại, từ xa nhìn lại rất giống là một đống núi thịt đặt ở bên trên tế đàn, màu nâu đen ngoại da tràn đầy sâu đậm nếp uống, trường một cặp uống lượng sắc nhọn gốc đầu chó đặt tại đàn tế biên giới, đánh trúng đinh tai nhức ốc khò khè, miệng chó bên cạnh chảy xuống nước miếng trên mặt đất đều nhanh muốn hội tụ thành hà. Triệu tê ngưu chú ý tới, tại đàn tế chung quanh có năm sáu điều màu đen đại cẩu tại qua lại tuần tra cảnh giới một cụ mặt màu vàng lợt khôi giáp thi hài đang lẳng lặng địa tựa ở một cây cột đá bên cạnh, bên cạnh còn cắm chặt đứt nửa thanh đại kiếm. Thánh kỵ sĩ di hài Tại bóng tối tử vong trong cung điện dưới lòng đất thăm dò thời gian lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy mục tiêu thứ nhất, triệu tê ngưu không khỏi cũng kích động lên, hận không thể lập tức tiến lên đem thi hài đóng gói trở về. Nhưng là lý trí đè lại hắn xúc động, không nói bên trên tế đàn sức lực ngưu đầu khuyển, chung quanh màu đen đại cẩu thoạt nhìn cũng không được khá lắm trêu chọc bộ dáng. Nếu như mạo mạo nhiên phóng đi đưa chúng nó toàn bộ kinh động, triệu tê ngưu có thể không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng này đầu có chứa tiểu đệ cấp 15 bốt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đợi cho trên người mình gia trị quan minh chi hỏa chôn vùi, sau đó tiểu tâm giựt giựt ẩn núp đến mộ đạo cửa ra trong bóng ma, nhắm ngay cách đó không xa một đầu màu đen đại cẩu phóng ra một cá trào phúng. Thì huyết, khát máu, khuyển, level 14 quái vật, sức lực ngưu đầu khuyển trung bộc. Đầu kia thị huyết, khát máu, khuyển ăn trào phúng, lập tức lâm vào nổi giận trạng thái, mắt chó xích hồng nhe răng nhếch miệng, cổ họng ở bên trong phát ra, o o trầm thấp rít gào, đột nhiên xoay người lại đã tập trung vào mục tiêu. Khi thị huyết, khát máu, khuyển hướng chính mình vị trí hướng đến đây thời điểm, triệu tê ngưu lập tức hướng lui về phía sau trở lại mộ đạo trong đó, trở tay tháo xuống chiến lá trắng nắm ở trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bùng! Bị chọc giận thì huyết, khát máu, khuyển vừa mới xông vào mộ đạo trong đó, thình lình bị chiến lá trắng trước mặt hung hăng vỗ trúng. Cái này bị triệu tê ngưu dùng kỹ năng trào phúng dẫn tới gia hỏa cũng là số mệnh không tốt, ăn một cái thuận kích rõ ràng bị choáng rồi, phát ra ô ô, rên rỉ tại nguyên chỗ đầu óc choáng váng rõ ràng cũng có vài phần trẻ trâu bất quá triệu tê ngưu cũng sẽ không bởi vì nó manh như mà có chút hạ thủ lưu tình vùng lên chiến đao nặng nề mà chém vào mũi chó lên lập tức da tróc thịt bông máu tươi văng khắp nơi 103, 137. Đáp bờ đama. Triệu Tê Ngưu nhớ rõ lan khuyển loại quái vật cái mũi đều thuộc về chỗ hiểm nhược điểm. Một chiêu này đáp bờ đama quả nhiên đánh ra rất cao thương tổn, cơ hồ đem thị huyết, khát máu, khuyển cái mũi chém thành hai đoạn. Bị trọng thương thị huyết, khát máu, khuyển kêu thảm một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu phản đánh tới, cố gắng dùng miệng đầy răng nhọn cắn muốn triệu tê ngưu cổ hồng chỗ yếu. Nhưng là triệu tê ngưu dơ lên chiến lá trắng hời hợt chặn nó tấn công, chiến đao lần nữa chém ra ở giữa đầu chó, lập tức thu hoạch đi thị huyết, khát máu, khuyển cuối cùng hát thê. Thông qua chiến đấu liên miên, triệu tê ngưu đối với chiến lá trắng cùng chiến đao vận dụng càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng có thể thích ứng trò chơi đặt ra tiết tấu ví dụ như hắn không ngừng tăng cường lực công kích, lực phòng ngự cùng nhanh nhẹn. Là trọng yếu hơn là, hắn đem chính mình chiến đấu tài nghệ cùng hiện hữu nắm giữ đến chức nghiệp kỹ năng gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đến bây giờ đã không có lúc ban đầu phóng ra hệ thống kỹ năng, cùng vận dụng vũ kỹ đao pháp trong lúc đó lẫn nhau làm tiếp về sau, xuất hiện đông cứng cùng dừng lại cảm giác. Thuẫn kích, đáp bờ đama, chiến lá trắng đánh ra, chiến đao vùng chém liên tục thi triển như nước chảy mây trôi loại trôi chảy tự nhiên. Gợi ý của hệ thống Ngươi đạt được 180 điểm kinh nghiệm EXP. Hai đao giải quyết vấn đề rất nhẹ nhàng, này đầu thị huyết, khát máu, khuyển chỉ cấp triệu tê ngưu cống hiến ra không đến 200 điểm kinh nghiệm cùng một miếng tiền đồng, có thể nói vô cùng keo kiệt. Đối với cái này triệu tê ngưu ngược lại không thèm để ý chút nào, những này thông thường quái vật kinh nghiệm cũng không cao, khảo soạt tiểu quái thăng cấp khó càng thêm khó, chỉ có thông qua đánh bốt, soạt nhiệm vụ, xong độc lập vị diện, mới có thể thu hoạch được phong phú kinh nghiệm. Đầu kia nằm ở trên tế đại bốt chính là một đại cục kinh nghiệm cùng sống trang bị bảo khố, chỉ cần có thể đưa nó xử lý, chẳng những có thể dùng thuận lợi hoàn thành thánh đường nhiệm vụ, nói không chừng lấy được kinh nghiệm có thể trực thăng cấp 15. Tại, Quan Huy, chủ vị diện đại trong địa đồ, người chơi bình thường muốn đánh bốt thật sự được dựa vào vận khí, cho dù là số lượng nhiều nhất tinh anh bốt cũng rất khó gặp được, không ít game thủ chuyên nghiệp cùng chiến đội đều muốn bốt điểm nảy sinh mới hoặc là hoạt động khu vực coi là cơ mật tin tức, đơn giản tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Triệu Tê Ngưu vận khí thật tốt, nhận được nhiệm vụ tiến vào tử vong địa cung, trước sau gặp hai đầu bốt, quan trọng nhất là thực lực của hắn cũng đủ rồi mạnh, có năng lực đơn thương độc mã chiến thắng bốt, độc chiếm hạ phong phú kinh nghiệm cùng ban thưởng. Thuận lợi chém vết con thứ nhất thị huyết, khát máu, khuyển sau, triệu tê ngưu lặp lại chiêu cũ, dùng trào phúng kéo tới con thứ hai thì huyết, khát máu, khuyển. Hắn cảm giác kỹ năng này, thật sự dùng tốt phi thường, phi thường thực dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Sức lực ngưu đầu khuyển Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lever 14 thị huyết, khát máu, khuyển vô cùng dũng mãnh, cho dù là bị chặt gãy chân, cũng muốn phấn đem hết toàn lực bị cắn ngược lại một cái, chỉ là bọn họ chỉ số thông minh hiển nhiên rất thấp kém, bị triệu tê ngưu dùng trào phúng một người tiếp một người mà từ tế chung quanh đài dẫn tới mộ đạo trong đó tiêu diệt hết, khác còn lại thì huyết, khát máu, khuyển tuy nhiên cũng vẫn còn ngơ ngác địa tiếp tục tuần tra. Rất nhanh, tám con thị huyết, khát máu, khuyển bị triệu tê ngưu chém giết sạch sẽ dọn dẹp những phiền toái này lũ chó săn, triệu tê ngưu lập tức dũng khí tăng vọt, lập tức hướng phía đàn tế phương hướng sờ soạn. Ý nghĩ của hắn là tiên đem thánh kỵ sĩ di hài đoạt tới tay, hoàn thành nhiệm vụ sau thử lại lần nữa xem có thể hay không gặm hạ trên tế đại cái này cục kinh nghiệm trang bị gói quà lớn, một khi chuyện không thể làm còn có lui lại buông tha cơ hội. Cho nên triệu tê ngưu rón ra rón rén đi được phá lệ chú ý, để tránh đột nhiên kinh động đến bốt cũng may sức lực ngưu đầu khuyển ngủ rất ngon, hồn nhiên không có phát hiện tiểu đệ của mình đều đã bị người cho làm thịt hết, thẳng đến triệu tê ngưu tới gần đến đàn tế phụ cận, còn yên nguyên chìm đắm trong trong mộng đẹp, hạnh phúc ngủ say bên miệng còn động dòng nước chảy trên đất. Triệu tê ngưu mừng thầm trong lòng, lấy tay hướng dựa vào tại thạch trụ thượng thánh kỵ sĩ di hài chập tới. Rống triệu tê ngưu ngón tay của vừa mới đụng chạm lấy lạnh buốt khôi giáp, bên tai đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, một cổ mang theo đặc hơn mùi tanh phong đột nhiên đánh vào trên người, làm cho hắn cảm giác cả người đều phải bị tung bay. Không xong. Triệu Tê Ngưu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước phía trên tế đàn, cấp 15 tinh anh bốt sức lực ngưu đầu khuyển không biết khi nào thì vừa tỉnh lại, một đôi lớn chừng quả đắm mắt cho chính nhìn chồng chọc chính mình, trong đôi mắt tất cả đều là hung lệ bạo ngược thần sắc. Triệu Tê Ngưu tâm niệm thay đổi thật nhanh, thò ra tay trái không có lập tức thu hồi, bắt lấy thánh kỵ sĩ khôi giáp muốn kéo trở về. Gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ vật phẩm, không cách nào lục tìm. Hắn lập tức ý thức được chính mình phạm vào cá sai lầm, thánh kỵ sĩ di hại cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể cầm lên, hiển nhiên cần dùng thần thánh kỵ sĩ que cho hoàng kim cuốn vải liệm mới có thể chuyên chở. Cuối cùng đây là triệu tê ngưu du hí nhiệm vụ kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ, nếu như nếu đổi lại là cái khác lão luyện game thủ chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi, lâm vào nỗi giận trạng thái sức lực ngưu đầu khuyển theo trên tế đài nhảy lên một cái, hướng phía chỗ hắn ở bổ nhào xuống, mang theo sức lực gió gào thét khí thế khiếp người. Này đầu bốt chí ít có nặng trên ngàn cân, không chỉ nói nó sắc bén gốc cẩu răng cùng lợi trảo, cho dù là kháo thể trọng nghiền ép cũng có thể đem triệu tê ngưu sống sờ sờ đè chết. Dưới tình huống như thế, Triệu Tê Ngưu ở đâu còn có thời gian lấy ra hoàng kim cuốn vải liệm, càng không biết dùng hoàng kim cuốn vải liệm chuyên chở di hài lại phải bỏ ra bao nhiêu thời gian, đang nhanh chóng về phía sau rút lui đồng thời một lần nữa tháo xuống chiến lá trắng. Hoa, wow, anh, sức lực ngưu đầu khuyển nặng nề mà đụng rơi trên mặt đất, cả mật thất đều vì thế mà chấn động, nó tay chó roi chỗ lại bốc lên bao quanh liệt diễm, cậu con ngươi theo màu đen biến thành xích hồng, liền màu nâu đen ngoài da đều ẩn ẩn để lộ ra nham thạch nóng chảy ánh sáng màu thạc đại mũi cho phúng ra bạch sắc khói khí. Rống lại là rít lên một tiếng, một đạo nóng bỏng hỏa điểm thê thô ngưu đầu khuyển miệng to như chậu máu ở bên trong phun ra, thẳng tắp địa bắn về phía cự ly bất quá 4 năm bước có hơn triệu tê ngưu. Triệu tê ngưu không phải thần tiên, không có biết trước năng lực, kinh cảm giác không ổn lúc sau đã đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể dơ lên chiến lá trắng tiến hành đón đỡ. Bùng! Hỏa chảy chánh chánh đánh vào lá trắng trên mặt, hắn lập tức cảm giác một cổ cự lực vọt tới, cả người không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, đầu đau muốn nứt thiếu chút nữa liên chiến lá chắn đều nắm cầm không ngừng, 201. Triệu Tê Ngưu ngã xuống đất, như thế tiếp tục hướng sau trượt ra đến mấy mét xa, ngực khí huyết sôi trào khó chịu sắp thổ huyết, cũng không biết trên người xương cốt có hay không đoạn, tóm lại tình huống không xong vô cùng, HP bị ngạnh xanh xanh địa đánh rất hơn một phần ba. Lợi hại Luận lực sát thương, sức lực ngưu đầu khuyển so với ác linh huyết thi không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều, hơn nữa dùng là hay là hỏa diễm pháp thuật. Càng là nguy hiểm, triệu tê ngưu đầu ốc càng phát ra tỉnh táo, hắn trên mặt đất lộn hai vòng, dùng chiến lá trắng chống đất áp diệt lá trắng trên mặt còn đang thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời mượn lực một lần nữa nhảy lên, trong nháy mắt cho mình gia trì một cái thánh liệu thuật. Hắn không có ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ chờ sức lực ngưu đầu khuyển xong lại, mà là hướng phía hữu phía sườn đi vòng, ở trong quá trình chạy trốn thứ tự phóng ra thánh quan bảo hộ cùng khích lệ quan hoàng, đến gia tăng phòng ngự của mình cùng lực công kích. Sức lực ngưu đầu khuyển gầm thét theo hai cây cột đá trong lúc đó vọt ra, chứng kiến triệu tê ngưu cuốn hướng phía bên phải, nó cũng theo đó đi theo xoay người, động tác tương đối linh hoạt, to lớn hình thể không hiện chút nào ngốc. Tăng Đầy đặng cẩu trưởng đột nhiên đánh ra rơi xuống, sắc bén chân của trảo lau triệu tê ngưu cứng cỏi huyết giáp bơi roi, tại đây bộ đồ SC hộ giáp thượng lưu lại ba đạo nhẹ nhàng vết thương, 70. Khó khăn lắm né qua một kiếp triệu tê ngưu về phía trước ngã lăn rơi xuống đất, xoay người trốn được một cây cột đá đằng sau. Đến bây giờ triệu tê ngưu đã phi thường rõ ràng này đầu bốt lợi hại, nào dám tại bằng phẳng khoáng đạt cùng đối phương triển khai quyết đấu, chỉ có bị tám cái cột đá vây quanh đàn tế bốn phía mới là đối với hắn có lợi nhất địa hình. Sự thật cũng xác thực như thế, theo đuổi không bỏ sức lực ngưu đầu khuyển bị cột đá ngăn trở đường đi, không thể không vượt qua đến cắn xé trốn tại thạch trụ phía sau triệu tê ngưu, bị hắn một cái mạnh mẽ thuận kích hung hăng đánh vào mặt chó thượng. Bùm! Chiến lá trắng cùng sức lực ngưu đầu khuyển thạc đại mũi chó đến đây lần thân mật nhất tiếp xúc, mặc dù không có tạo thành trực tiếp thương tổn, hắn cũng bị đau về phía sau lùi về đầu, mắt chó ở bên trong thậm chí còn chảy ra nước mắt. Đang hoàn thành thuận kích trong nháy mắt, Triệu Tê Ngưu đột nhiên buông ra tay trái buông tha cho chiến lá trắng, bỗng nhiên về phía trước phóng ra đi nhanh, trong tay chiến đao toàn lực đâm về sức lực ngưu đầu khuyển, thẳng tắp địa đã đâm trúng này đầu bốt mắt trái bộ vị. Vèo. Sắc bén mũi nhận dẫn đầu xuyên thủng tầng ngoài cứng cỏ giác mạc, thật sâu đâm vào ánh mắt bên trong, nội dung bên trong vật lập tức theo phá vỡ miệng vết thương phun ra, điểm từng ly từng tí vẫy ra đến triệu tê ngưu thân mình, 354 hp càng cao quái vật bị đánh trúng nhược điểm tạo thành thương tổn cũng càng cao triệu tê ngưu một kích này tuy nhiên xa xa còn chưa đủ để mà chống đỡ sức lực ngưu đầu khuyển tạo thành chân chính trọng thương nhưng là trong khoảng thời gian ngắn này đầu bốt mắt trái tất nhiên sẽ lâm vào đâm mù trạng thái không thể nghi ngờ đem có lợi ích rất lớn mình kế tiếp khổ chiến bình thường mà nói càng cao cấp quái vật đối với tự thân nhược điểm càng sẽ tăng mạnh bảo vệ triệu tê ngưu lần đầu tiên phản kích là có thể thành công làm bị thương sức lực ngưu đầu khuyển chỗ yếu, nhờ cũng không phải gần kề chỉ là vận khí. Rống mắt trái bị đâm thủng qua sức lực ngưu đầu khuyển đau đến tức giận rít gào, một cổ viêm hỏa lại lần nữa theo hắn nuốt trong cổ phun ra. Bốt phản kích không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, mất đi cái thuẫn triệu tê ngưu nếu như bị nó viêm hỏa chính diện phun trúng, chỉ sợ chỉ có bị mất mạng tại chỗ hóa thành than cốc phần, nhưng là hắn sớm có phòng bị, một kích thành công lập tức ngược lại rút ra chiến đao, đồng thời lui về phía sau cuốn hướng về phía cột đá mặt khác hơi nhiên. Nóng bỏng đến có thể hòa tan kim thiết liệt diễm, tại triệu tê ngưu bên cạnh ầm ầm xẹt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Ta có đặc biệt tị hỏa kỹ xảo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ông không hết thô cột đá không thể nghi ngờ đã trở thành triệu tê ngưu cùng sức lực ngưu đầu khuyển tiến hành chu toàn lớn nhất lá chắn, tại tránh được hắn liệt diễm hơi thở sau, hắn vượt qua cột đá vây quanh sức lực ngưu đầu khuyển phía sau, nhắm ngay này đầu bốt hông của bụng một đao hung hăng chặt bỏ, 78. Sức lực ngưu đầu khuyển ngoài da cực kỳ cứng cỏi, triệu tê ngưu chiến đao chém ở phía trên như là chém trúng vỏ cao su, chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết thương, đánh ra thương tổn đối với người này mà nói quả thực chính là gãi ngứa ngứa, trên đỉnh đầu bị triệu tê ngưu dùng thấy rõ hiển hiện ra huyết điều cơ hồ là không chút sức mẻ. Đối với cái này triệu tê ngưu sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn và sức lực ngưu đầu khuyển trong lúc đó tất nhiên muốn đánh một trận đánh lâu dài. Nhưng là bốt lại bị một đau kia triệt để cho chọc giận, nó hồi quá thân lai phát ra cực kỳ tức giận rít gào, nâng lên lớn tay cho hướng phía triệu tê ngưu đánh ra mà đi. Bùm! tay chó không thể đánh trúng triệu tê ngưu nặng nề đập rơi trên mặt đất phát ra nhất thanh muộn hưởng sắc nhọn móng vuốt thậm chí vạch phá thạch kiên cứng trắng phiến đá để lại sâu đậm dấu vết tại nó khởi xướng phản kích trước triệu tê ngưu dĩ nhiên hướng phía hữu phía sườn lui lại nhanh chóng trốn được đệ nhị cây cột đá đằng sau đồng thời lấy tay tháo xuống quay về bay phủ nhắm ngay bốt dùng sức ném mạnh hưu sáng lấp lóa bố nhỏ phá không gào thét trong thời gian ngắn xẹt qua 10 bước cự ly, chuẩn xác địa trảm kích tại sức lực ngưu đầu khuyển to lớn đại trên mũi, các xuất phát từ một đạo nhỏ máu vết thương sau ngược lại bay trở về, 85. Quay về bay phủ đánh ra thương tổn lại còn cao hơn chiến đao, đây là bởi vì công kích bộ vị bất đồng, mũi cho hiển nhiên cũng là nhược điểm của nó nơi chỗ hiểm. Ngao sức lực ngưu đầu khuyển kêu thảm một tiếng, quả thực giận không kềm được, đồ chó sổ vang lập tức vượt qua cột đá, hướng tạo thành chính mình mù cùng thống khổ đầu sỏ gây nên mãnh liệt cắn qua nhưng là đứng sừng sững vần quanh tại tế chung quanh đại cột đá lại cho nó chế tạo phiền phức rất lớn, tám chi cột đá đều đủ rồi thô khá lớn căng cơ vững chắc vô cùng, sức lực ngưu đầu khuyển lực lượng tuy nhiên rất mạnh nhưng là đụng không ngã chúng nó, cho nên chỉ có thể đi theo triệu tê ngưu phía sau cái mông vòng quanh cột đá vòng quanh, khó có thể thống thống khoái khoái tiến hành công kích. Dưới tình huống như thế, triệu tê ngưu tính linh hoạt cùng khả năng cơ biến năng lực phản ứng hiển lộ ra uy lực, hắn buông lỏng sức lực ngưu đầu khuyển tại tế chung quanh đài tiến hành loạn chiến du đấu, nhắm ngay cơ hội chặt lên một đao, một kích thành công lập tức né tránh lùi bước, tuyệt không cho bốt cơ hội phản kích. Tám chi cột đá cự ly đàn tế bất quá chừng 5 mét, lẫn nhau ở giữa cự ly còn muốn ngắn hơn, sức lực ngưu đầu khuyển tại giữa hai người chạy tới chạy lui không có vấn đề, nhưng là nghĩ muốn linh hoạt tự nhiên xoay người quay về nhưng căn bản khó có thể làm được. Bị triệu tê ngưu loại này, vô lại, đấu pháp khiến cho tức giận không có chỗ vung, một đau lại một đau. Trong lúc sức lực ngưu đầu khuyển không phải là không có phản kích, nó chính thức cường đại không chỉ có chỉ là tự thân cậy mạnh, lại còn uy lực đáng sợ liệt diễm hơi thở, đang bị triệu tê ngưu buông lỏng đánh thắng được trình ở bên trong không ít vận dụng. Nhưng không may, sức lực ngưu đầu khuyển phóng hỏa chiêu số ngay từ đầu đã bị triệu tê ngưu nắm giữ đến quy luật. Giỏi về quan sát đúng là triệu tê ngưu một trong ưu điểm, nhất là trong chiến đấu, công kích của hắn cực nhỏ là mù quáng thường thường đều là tấn công đối nhược điểm chỗ yếu lựa chọn thời cơ xuất thủ đều là trải qua tính toán sức lực ngưu đầu khuyển liệt diễm hơi thở tuy đáng sợ nhưng là ở nó phát động trước đều có một dừng lại lúc hít vào động tác tuy nhiên thời gian rất ngắn nhưng là đối với triệu tê ngưu mà nói cũng đủ tiến hành sớm báo động trước kịp thời tránh né cho nên sức lực ngưu đầu khuyển phun ra bảy tám lần hơi thở cũng chỉ có một lần làm bị thương triệu tê ngưu cánh tay của tạo thành thương tổn mặc dù không phải rất thấp nhưng bị hắn dùng thánh liệu thuộc cùng trị liệu dược tệ nhanh chóng hồi phục xong cứ kéo dài tình huống như thế sức lực ngưu đầu khuyển thiệt thòi ăn được càng ngày càng nhiều đỉnh đầu huyết đều chậm rãi ngã xuống ở cung điện dưới lòng đất trong mật thất nó phẫn nộ bất đắc dĩ rống lên một tiếng liên tiếp liên tục không dứt vèo chiến đao tinh chuẩn địa đâm vào sức lực ngưu đầu khuyển còn chưa khỏi hẳn mắt trái tại thì ra là trên vết thương lần nữa hung hăng gắn một nắm muối ân hồng tiên huyết như là suối phun loại phun mạnh ra ngoài, trong khoảnh khắc dội vải đầy mặt đất, 389. Một kích này là triệu tê ngư thật vất vả tìm đúng cơ hội, thừa dịp bốt vẫn còn mắc đơn mù trạng thái, cố ý theo cánh phải phương hướng phát khởi một lần thành công độc tập, đánh ra chiến đấu đến nay cao nhất mức thương tổn. Cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, hắn một kích thành công sau tuyệt không tham lam, lập tức trút đao lui về nhưng là lúc này đây sức lực ngưu đầu khuyển rõ ràng không có lập tức phản kích cùng truy kích, ngược lại lui về phía sau hai bước, thối lui đến cột đá bên ngoài, cự ly đàn tế xa hơn trên đất trống. Nó hoàn hảo mắt phải nhìn chồng chọc triệu tê ngưu, trong đôi mắt chớp động lên không nói ra được phẫn hận vẻ oán độc. Kháo tại thạch trụ bên cạnh triệu tê ngưu mí mắt giật giật, có loại rất là cảm giác không ổn. Sau một khắc, bốt ngang nhiên đã phát động ra tuyệt sát đại chiêu nó cúi xuống đầu lâu to lớn, trên trán có hai chi gốc đột nhiên biến đến đỏ bừng, mặt ngoài luồn lên cháy hừng hực hỏa diễm, sau đó này đầu cấp 15 bốt thật sâu hít một hơi thở dài, hô hấp thanh âm như là ngược lại rút ra ống bể, trong khoảnh khắc không biết có bao nhiêu không khí bị nó hút vào trong phổi. Hô! Một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm theo mở ra đến không thể lớn hơn nữa trong mồm chó phun tới, đầu tiên là oanh kích trên mặt đất tản ra, sau đó nhanh chóng hướng phía phía trước cùng tả hữu hai bên lan tràn, đến mức đều bị liệt diễm bao trùm. Quân thể phạm vi công kích pháp thuật. Cho dù là lớn cột đá cũng khó có thể ngăn cản liệt diễm tàn sát bừa bãi lan tràn, đứng mũi chịu sào cái kia chi cột đá trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh, hào hào đảng đảng hỏa triều trong khoảnh khắc tới gần đến triệu tê ngưu trước người. Mà giờ này khắc này sức lực ngưu đầu khuyển còn đang liên tục không ngừng địa phun ra liệt hỏa, nó thân thể đều bởi vậy co rút lại không ít quả thực là dùng tánh mạng của mình đang giải phóng xuất phát từ trong nội tâm vô cùng oán hận muốn đem triệu tê ngưu đốt thành tro bụi hỏa triều thế tới chi mãnh liệt phạm vi bao trùng rộng làm cho triệu tê ngưu căn bản là không có cách chống đỡ cùng né tránh đổi thành bất kỳ người nào khác dưới tình huống như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ so nhân phẩm vận khí chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sức lực ngưu đầu khuyển biển lửa thế công uy lực không nên quá mạnh kháo uống thuốc trị liệu có thể rất cứng đỉnh quá khứ nhưng là triệu tê ngưu chưa từng có đem hy vọng sống sót ký thác vào trên người địch nhân ý nghĩ đối mặt sắp tới gần đến chân ở dưới hỏa triều hắn đột nhiên cúi người dùng chiến đao chống đất sau đó eo bụng đột nhiên phát lực cả người nhất thời đứng chổng ngược mà dậy hai chân vững vàng về phía trước dựa sát tại phía trên trụ đá nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt dâng lên hắn trước kia đứng yên địa phương đồng thời cũng đem cột đá vây quanh ở bên trong hơn nữa còn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh cho đến bên dưới tế đàn mặt 50, 50, 50. Mặc dù đang thời khắc mấu chốt, triệu tê ngưu xảo diệu tránh được bị liệt diễm phần thân nguy nan, nhưng là trên mặt đất luồn lên ngọn lửa yên nguyên đối với hắn cầm đao tay phải đã tạo thành nhất định được thương tổn, cái này tiếp theo cái kia thương tổn con số chậm rãi bay lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn không có nghĩ ra cái này đặc biệt tị hỏa kỹ xảo, mà là bị liệt hỏa trực tiếp thiêu đốt, bị thương tổn sẽ lớn đến mức nào, phỏng chừng nhiều lắm là thì kiên trì cá và dây đồng hồ. Mà bây giờ triệu tê ngưu còn có thể lấy tay móc ra dược tệ đến khôi phục tổn thất hát tê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Chém dết cấp 15 tin anh bốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cực nóng hỏa diễm bao trùm vượt qua trên trăm thước vuông phạm vi, kéo dài suốt dài đến 10 giây. Loại này phạm vi lớn hỏa hệ uy lực pháp thuật tuyệt đối kinh người, mỗi một giây cũng làm cho triệu tê ngưu thừa nhận rồi 50 điểm tổn thương. Dựa vào gắn bó sinh mạng level 12 chiến đao bị đốt đến đỏ bừng, cầm đao tay phải đều sắp bị đốt trọi. May mắn đây chỉ là siêu hiện thực game giả lập, cảm giác đau cảm giác đều bị khống chế tại có thể thừa nhận phạm vi, nếu không cho dù là triệu tê ngưu cũng chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì, lại càng không cần phải nói còn có thể dựa vào quát lên điên cuồng dược tề để đền bù tổn thất tánh mạng. Mười giây sau, trên mặt đất hỏa diễm đột nhiên dập tắt, hết thảy tất cả đều khôi phục nguyên trạng, chỉ có một từng sợi còn chưa tiêu tán khói xanh, chứng minh nơi này từng là biển lửa hiện trường. Triệu tê ngưu không chút do dự xoay người rơi xuống, hướng phía sức lực ngưu đầu khuyển mảnh liệt vọt tới. Cái này vốn là hắn lúc trước chỗ cực lực tránh khỏi, bởi vì cùng này đầu lực lớn vô cùng, am hiểu phóng hỏa bốt chính diện quyết đấu tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, lợi dụng đàn tế cột đá tiến hành chung quanh là được chứng minh đi hữu hiệu chiến thuật. Nhưng là tình huống hiện tại lại cùng phía trước bất đồng, phục lên đùa với lửa triều thế công sức lực ngưu đầu khuyển rõ ràng đã không có lúc trước uy mãnh khí phách. Hình thể của nó trọn vẹn rụt một vòng lớn, nhìn về phía trên cả bộ dáng đều quể oải rất nhiều, cho cảm giác của con người là nguyên khí đại thương cấp tinh anh dù sao cũng là bốt trong đó cấp bậc thấp nhất cường đại nhưng là còn chưa đủ mạnh lớn thả ra như vậy đòn sát thủ là cần phải trả giá thật lớn triệu tê ngưu trước kia chém vết ác linh huyết thi cũng buông tha hao tổn tự thân sinh mạng đại chiêu sức lực ngưu đầu khuyển hp ngược lại không có xong nhưng hiển nhiên bởi vậy lâm vào trạng thái hư nhược giá đối với triệu tê ngưu mà nói tuyệt đối là không thể bỏ qua phản kích cơ hội bởi vì bốt cấp quái vật năng lực hồi phục đều rất mạnh bất luận cái gì không phải trí mạng thương tổn chúng nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tự hành khỏi hẳn nếu như không thể cho duy trì liên tục tính đã kích cuối cùng không kiên trì nổi chỉ có thể là đối thủ của bọn nó cho nên triệu tê ngưu làm sao có thể sẽ cho sức lực ngưu đầu khuyển cơ hội thở dốc mà chứng kiến triệu tê ngưu vung lên chiến đao hướng chính mình mãnh liệt bổ nhào qua mới vừa rồi còn không ai bị nổi sức lực ngưu đầu khuyển rõ ràng rút về phía sau co lại, con kia hoàn hảo mắt chó ở bên trong lộ ra một nét sợ hãi. Bất quá bốt dù sao cũng là bốt, nó gần kề trong chốc lát, lập tức nâng lên chân trước tay chó hướng triệu tê ngưu vỗ tới, bàn chân đang lúc thò ra lợi trảo phá không tiếng rít thế yên nguyên kinh người. Nhưng là cùng nó triển đấu đã lâu triệu tê ngưu lập tức nhìn ra người này suy yếu, bởi vì sức lực ngưu đầu khuyển tay chó đánh ra vô luận là khởi động tốc độ hay là vung đánh độ mạnh yếu cũng không bằng lúc trước, rất có điểm miệng cọc gan thỏ đắc ý vị. Đương nhiên cái này cũng không ý nghĩa triệu tê ngưu sẽ lẫm liệt đi ngành kháng tay chó, hắn đột nhiên biến hướng vây quanh bốt hữu phía sườn, chiến đao như thiểm điện chém ra, hung hăng bổ về phía sức lực ngưu đầu khuyển mắt phải. Sức lực ngưu đầu khuyển bản năng độ lệch đầu lâu, nâng lên hữu chân trước cố gắng tiến hành ngăn cản, nhưng là tốc độ của nó so sánh với triệu tê ngưu chậm một nhịp, bị chiến đao trực tiếp chém vào mí mắt lên, nhận tim cắt vào phòng lên ánh mắt ở bên trong 265, 385. Đáp bờ đama. ma. Ngao, o o sức lực ngưu đầu khuyển lập tức phát ra một tiếng trên rỉ, mắt phải bộ vị máu tươi vẫy ra, mặc dù không có bị đánh nổ ánh mắt, bị thương cũng là tương đương lợi hại. Bất quá triệu tê ngưu cũng đồng thời bị chân chó đánh trúng, về phía sau lão đảo liền lùi lại hai bước, nhưng cái này hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau chiến đấu, lần nữa sẽ cực kỳ nhanh đánh tới. Sức lực ngưu đầu khuyển chính thức là gặp vận rủi lớn, nó mắt trái bị liền chọc hai đao vẫn còn hoàn toàn mù trạng thái, mắt phải vừa mới bị trọng thương bán mù, này đầu bốt càng không có nắm giữ thính phong biện vị kỹ năng, ở đâu hay là càng chiến càng hăng triệu tê ngưu đối thủ. Triệu tê ngưu linh hoạt né tránh sức lực ngưu đầu khuyển hoàn toàn mù quán đích lung tung công kích, dùng chiến đao tại trên người nó chém ra một đạo tiếp theo một đạo vết thương, xảo diệu lợi dụng thị lực của nó điểm mù, thỉnh thoảng đột nhiên tới gần công kích bút mắt chó, mũi chó vân vân bộ vị yếu hại, lại tại hắn phản kích qua trước khi đến toàn thân trở ra. Sức lực ngưu đầu khuyển bị giết được tiếng kêu trên liên hồi, nó ra sức tả hữu đằng na luồn lên nhảy xuống, cố gắng đi đập, đụng, đỉnh, đè chết triệu tê ngưu, bất đắc dĩ những này càng giống là sắp chết phản kích cử động, chỉ là làm cho nhược điểm của nó chỗ hiểm dễ dàng hơn địa bạo lộ tại triệu tê ngưu đao phong phía dưới. 58, 123, 84 Một tên tiếp theo một tên thương tổn con số không ngừng phiêu khởi, tuy nhiên số bình quân giá trị không cao lắm, nhưng là tích lũy hiệu quả lại phi thường kinh người, sức lực ngưu đầu khuyển HP bị từng điểm từng điểm suy yếu đến thung lũng. Ngắn ngủng không qua vài phút, này đầu bốt trên người tăng thêm đến không hết vết thương, theo thân thể hắn ở bên trong máu tươi chảy xuôi rơi xuống mặt đất cơ hồ hội tụ thành hà, liên phía trước triệu tê ngưu cũng đều toàn thân đẫm máu. Theo bị đánh nhập trạng thái trọng thương, sức lực ngưu đầu khuyển ngay cả đều nhanh muốn đứng không vững, bán phục trong vũng máu thừa nhận triệu tê ngưu không lưu tình chút nào công kích, đóng lên một tiếng càng ngày càng yếu ớt. Triệu tê ngưu nhắm ngay cơ hội, đột nhiên động thân về phía trước một đao đâm vào nó sớm đã máu thịt bè bét trong hốc mắt 395. Một kích này trong nháy mắt đem bốt cuối cùng điểm này hát tê tháo nước. Rống nhưng là làm cho triệu tê ngưu không có nghĩ tới là, sức lực ngưu đầu khuyển đột nhiên gầm thét đột nhiên nhảy lên, đầu chó trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn, hai cây sắt nhọn gốc trong phút chốc đâm xuyên qua hắn hộ giáp, đâm vào lòng ngực huyết nhục bên trong, 497. Vốn là đầy máu trạng thái triệu tê ngưu trong nháy mắt bị đã đánh vào tàn huyết trạng thái, cả người bị bốt đụng bay ra ngoài, té ra trọn vẹn xa bẫy, 8 mét rơi trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Mà hoàn thành một kích này sức lực ngưu đầu khuyển cũng đã tiêu hao hết chính mình lực lượng cuối cùng cùng tánh mạng, chán nản ngã xuống đất. Gợi ý của hệ thống Ngoạn gia triệu đại ngưu thành công chém giết cấp 15 bốt sức lực ngưu đầu khuyển, tinh anh, đạt được 150.000 điểm S, chủ vị diện danh vọng B 1 thần điện danh vọng B 1 Kinh nghiệm gói quà lớn, thu hoạch thành công. Bất quá 150.000 điểm kinh nghiệm EXP hiển nhiên không đủ để làm cho triệu tê ngư theo level 14 lên tới cấp 15, cho nên hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất dãy dụi lấy trước cho mình phóng ra một cá thánh liệu thuật, sau đó uống thuốc hồi máu. Mới vừa tình hình thức sự quá hung hiểm, nếu như không phải triệu tê ngư trong chiến đấu một mực chú ý bảo trì chính mình đầy máu trạng thái, sức lực ngưu đầu khuyển sắp chết phản kích tuyệt đối mới có thể đưa hắn trực tiếp chết ngay lập tức. Mà cũng cho hắn một lời nhắc nhở, đối mặt bốt cấp quái vật, bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ, hơi không cẩn thận đều sắp thành lại bại. Chờ đến HP khôi phục lại khoảng một phần ba trị số sau, triệu tê ngưu từ dưới đất bò dậy. Chỉ thấy tại cách đó không xa sức lực ngưu đầu khuyển ngã xuống địa phương, hai kiện chiếu lấp lánh vật phẩm đang lặng lặng bậy ở thi thể bên cạnh, chờ đợi người thắng lục tìm. Ha! Mặc dù không có xuất hiện trong dự đoán đại bạo tràn diện, nhưng là triệu tê ngưu y nguyên có chút ít kích động, không khỏi nhanh hơn cước bộ chạy tiến lên, đem hai kiện chiến lợi phẩm nhặt được trong tay. Bốt xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, hai món đồ này là trác tuyệt trang bị, đá skill, hay là ma tinh thạch đâu này. Mang tâm tình kích động, hắn cẩn thận xem xét tới tay để nhất kiện, cũng là bắt mắt nhất vật phẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Tử vong địa lao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Liệt diễm chi tâm, không biết vật phẩm Viên này cái gọi là liệt diễm chi tâm không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm trẻ con, hình rất giống là trái tim, mặt ngoài khéo đưa đẩy tính chất trong suốt thấu triệt, toàn thân bày biện ra đỏ ngầu ánh sáng màu, đồng thời xuyên suốt xuất phát từ sáng ngời quan mang. Nắm ở trong tay như là cầm một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ấm áp nhưng không có chút nào cháy cảm giác chỉ là nó thuộc tính rõ ràng cùng triệu tê ngư chém giết ác linh huyết thi tuôn ra huyết hồn châu giống nhau, đều thuộc về không biết vật phẩm, muốn giải cụ thể công dụng, còn phải trở về thành sau làm cho hệ thống phía chính phủ NPC giám định sư tiến hành giám định. Bất quá bình thường mà nói, yêu cầu giám định vật phẩm đều là có giá trị không nhỏ thứ tốt, triệu tê ngư cũng tin tưởng cấp 15 bốt rơi xuống gì đó tuyệt sẽ không là đồ bỏ đi, bởi vậy cũng không có bao nhiêu thất vọng, thu nhập trong túi đeo lưng một vật phẩm khác thì là một chi quyển trục địa lao truyền tống quyển trục nhiệm vụ phẩm cái này chiến lợi phẩm thật ra khiến triệu tê ngư có điểm bó tay nhiệm vụ của hắn bây giờ đã sắp phải hoàn thành rồi chỉ cần đem thánh kỵ sĩ di hài đóng gói quá khứ trả cho thánh đường tự có thể có được một lọ quý báu thánh thủy như vậy chi này địa lao truyền tống quyển trục có làm được cái gì quan hệ đến nhiệm vụ gì triệu tê ngư có điểm mờ mịt địa lao đào thoát quyển trục hắn ngược lại hiểu rất rõ trong túi đeo lưng còn tồn phóng một chi đồ dự bị không nghĩ ra vậy cũng không cần nghĩ triệu tê ngưu đem chi này có điểm không giải thích được quyển trục cũng vứt xuống trong ba lô bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành theo trong túi đeo lưng lấy ra hoàng kim cuốn vải liệm khối này không đến dài ba xích ám hoàng sắc vải vóc cũng thuộc về xem nhiệm vụ phẩm tính chất thô ráp hơn nửa mặt ngoài vẫn còn dính bụi đất vết máu vết bẩn loang lỗ phỏng chừng vứt trên mặt đất đều sẽ không có người đi nhặt cũng không biết tại sao phải bị mang theo hoàng kim danh hào. Nhưng khi triệu tê ngưu đưa nó bao trùm đến thánh kỵ sĩ thi hài thượng thời điểm, khối này rất tầm thường cuốn vải liệm lập tức xuất hiện biến hóa kim người, nó mặt ngoài lộ ra sáng chói kim sắc quan mang, như là bị đặt vào lò luyện như kim loại nhanh chóng hòa tan, hơn nữa hướng phía phương hướng bất đồng kéo dài. Ngắn ngủn vài giây, hóa thân thành kim loại chất lỏng hoàng kim cuốn vải liệm đem thánh kỵ sĩ di hài triệt để bao vây ở bên trong, sau đó sẽ cực kỳ nhanh một lần nữa co rút lại mà bắt đầu, trong nháy biến trở về bộ dáng lúc trước. Triệu Tê Ngưu đưa nó một lần nữa cầm trong tay, phân lượng cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thuộc tính có điểm bất đồng. Hoàng Kim cuốn vải liệm, nhiệm vụ phẩm, độ hoàn thành không một mười. Hắn nhớ rõ thần thánh kỵ sĩ que đã từng tự nói với mình, khối này hoàng kim cuốn vải liệm có thể thu nạp 10 bộ thi hài, thuộc tính biểu hiển độ hoàn thành hẳn là chính là như vậy. Cái này cũng ý nghĩa triệu tê ngưu có thể thông qua tìm tội càng nhiều là thánh kỵ sĩ di hài, đến đạt được càng nhiều là thánh thủy ban thưởng. Cho nên hắn làm ra một cái tất cả mọi người lựa chọn tương đương, tiếp tục đi tới, tìm kiếm mới di hài. Có tử vong địa cung địa đồ làm chỉ dẫn, tìm kiếm tiếp theo cụ di hài vô cùng đơn giản, triệu tê ngưu đi về phía trước không đến 10 phút, trên đường không có gặp được bất luận cái gì quái vật công kích, đi tới thứ hai cụ thánh kỵ sĩ di hài vị trí nhưng là xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt, làm cho triệu tê ngưu trận mắt khá hốc mồm. Phía trước là một mảnh so với mật thất đàn tế muốn càng thêm cự rất nhiều không gian, chỉ thấy một cây cầu đá nhảy ngang qua sâu không thấy đáy khe rảnh hạp cốc phía trên, đi thông mặt khác một cái mộ đạo lối vào. ngẩng đầu nhìn lại, cao cao khung đính thượng lóng lánh vô số điểm đủ mọi màu sắc cùng loại tinh thần quan mang, mà trên mặt đất khắp nơi đều là rơi lạ tả, lóng lánh sâu kín lân quan bạch cốt, những điểm sáng này tồn tại làm cho cái không gian này không là hoàn toàn đen kịt một mảnh cũng làm cho triệu tê ngưu rất dễ dàng chứng kiến chiếm giữ xem đầu cầu vị trí đáng sợ quái thú cùng sức lực ngưu đầu khuyển giống nhau này đầu có được càng thêm cực đại thân thể sông đầu ma thú cũng đang lâm vào ngủ say bên trong toàn thân của nó bao trùm lấy lớp vẫy màu đen hai khỏa giữ tận ngạc ngư đầu lâu thượng giăng đầy sắc nhọn giáp đâm lớn tứ chi nằm sấp trên mặt đất trong bàn tay lộ ra lời trảo làm cho người ta nhìn không rét mà run sông đầu thiết giáp địa long, level 20 quái vật, thống lĩnh, trong coi cửa địa ngục ma thú. Triệu Tê Ngưu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, biết rõ nhiệm vụ của mình hôm nay đến đây chấm dứt rồi, bởi vì đầu quái thú này căn bản không phải hắn đủ khả năng chiến thắng đối thủ. Lever 24, hơn nữa còn là so với cấp tinh anh mạnh hơn thống lĩnh cấp, mấu chốt nhất đúng, chung quanh địa hình hoàn cảnh nhất định Triệu Tê Ngưu không thể cùng chém giết sức lực ngưu đầu khuyển như vậy đánh du kích chiến cái này thật là nửa điểm hy vọng đều không có hắn ngược lại thấy được thứ hai cụ thánh kỵ sĩ di hài tự dựa vào Gia -e, xê ốc kiều bên cạnh tuy nhiên sớm đã hóa thành khô cốt nhưng là mặt giáp cầm kiếm y nguyên bảo trì khi còn sống chiến đấu bộ dáng để lộ ra bi tráng khí tức nếu có thể mà nói triệu tê Ngưu thật sự muốn mang người này chết trận thánh kỵ sĩ trở về thánh đường nhưng là hắn đồng thời càng rõ ràng hơn thực lực của mình điểm mấu chốt nhiệm vụ này hắn có thể đủ rồi mang về một cụ thi hài đã là cực hạn. Mưu toan cậy mạnh đi khiêu khích một đầu level 20 thống lĩnh bốt, hậu quả chỉ có thể là bị đối phương nuốt được cặn bã đều không còn. Hơi suy nghĩ một chút, triệu tê ngưu lặng yên lui trở về mộ đạo trong đó, lấy tay lấy ra hội thành quyển trục. Nhưng là quyển trục vừa mới lấy ra, hắn trong lòng hơi động lại lần nữa đút trở về, lấy ra vừa rồi chi kia được từ sức lực ngưu đầu khuyển địa lao truyền tống quyển trục. Triệu Tê Ngưu trong lòng có vô cùng tốt cảm giác, luôn cảm giác chi này quyển trục có cái gì đặc biệt tác dụng, đã hiện tại đã không có khả năng mang về thứ hai cụ thánh kỵ sĩ Di Hài, vì cái gì không thử một chút nó đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Đúng là tại này mãnh liệt hiếu kỳ ý niệm trong đầu điều khiển, Triệu Tê Ngưu thử mở ra địa lao truyền tống quyển trục. Quyển trục rất thuận lợi địa bị hắn triển khai, chưa từng xuất hiện nhiệm vụ vật phẩm không cách nào sử dụng gợi ý của hệ thống, yếu nhân giấy bị triển khai đến cuối về sau một đoàn bạch quan chói mắt trong nháy mắt đưa hắn vây quanh ở bên trong sau một khắc triệu tê ngưu cảm giác được một hồi thiên toàn địa chuyển tầm nhìn cảnh tượng kịch liệt biến đổi sau một lúc lâu mới ổn định lại lần nữa khôi phục rõ ràng hắn phát hiện mình thật sự bị truyền tống đến một tòa trong địa lao triệu tê ngưu chỗ đứng yên địa phương là một đạo đại môn phía trước phía trước là thật dài thông đạo thông đạo hai bên là từng gian dùng màu nâu đen cột đá xây dựng mà thành nhà tù to lớn thể tích cùng lớn cột đá làm cho người ta sẽ không khỏi đối trong đó chỗ giam giữ đối tượng sinh ra cực lớn liên tưởng ngăn hai gian nhà tù trên vách tường đều hữu dụng tảng đá điêu thành cây đuốc nửa vòng tròn chậu thang bị an trí tại cây đuốc đỉnh trên mặt thiêu đốt lên phản phất vĩnh không tắt hỏa diễm đồng thời cũng chiếu sáng nơi này không gian phóng mắt nhìn đi khoảng cách nhà tù cùng thiêu đốt cây đuốc phản phất vô cùng vô tận Tuy nhiên trong đó đều không có bất kỳ tù phạm, nhưng là đứng ở chỗ này cảm giác phi thường không được, chỉ muốn mau rời khỏi. Gợi ý của hệ thống. Ngươi phát hiện tử vong địa lao, kinh nghiệm 100. Triệu Tê Ngưu nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là nơi này hiển nhiên không có bất kỳ quái vật cùng nhân vật nguy hiểm dấu hiệu, bất quá gần kề sau một lúc lâu, hắn nghe được đến từ phía trước động tĩnh. Đang có chiến đấu ở tòa này tử vong địa lao ở chỗ sâu bên trong phát sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 90 Đánh lén Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu Tê Ngưu trong lòng hơi động, lập tức cúi thấp người, dọc theo trước nhà tù cột đá hàng rào biên giới về phía trước rất nhanh đẩy mạnh Đây là rất tiêu chuẩn chiến thuật động tác, làm từng đã là quân nhân, quan sát cùng lợi dụng quanh thân hoàn cảnh bản năng sớm đã thâm nhập hắn trong xương tủy trong địa lao đang lúc thông đạo rất rộng ánh sáng hoàn cảnh sáng ngời nhất so sánh dưới gần sát hàng rào biên giới không thể nghi ngờ càng không dễ dàng bị người phát hiện cây đuốc phía dưới vị trí lại còn có thể cung cấp che đậy thân hình bóng tối khu đầu tiên là bước nhanh đi nhanh sau đó tại bóng tối trong vùng dừng bước lại một lần nữa quan sát xác định chính mình không có bị bạo lộ chi sau tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh như thế luân chuyển đi về phía trước khoảng cách mấy trăm mét, hắn tiếp cận địa lao cuối cùng. Tử vong địa lao chỗ sâu nhất, được mở mang ra một cái độc lập khu vực, không gian bên trong lớn nhỏ cùng triệu tê ngưu lúc trước chém giết sức lực ngưu đầu khuyển cái chỗ kia không sai biệt lắm, tương tự cũng có tòa làm bằng đá đàn tế. Mấy chục cây đen nhánh khóa sắc theo cao cao khung đính thượng buông xuống dưới, những này chừng lớn bằng cánh tay dây xích kết nối lấy từng khối dày đặc kim loại khô giáp, đem một đầu quái vật to lớn nghiêm nghiêm thực thực địa trói buộc chặt, hình thành một bộ bền chắc không thể phá được sắt thép tù trang. Bởi vì kim loại khôi giáp ngăn cản, triệu tê ngưu không cách nào thấy rõ con quái vật này bộ mặt thật, chỉ có thể theo ngoại hình thường tiến hành phán đoán, thân thể của nó cao siêu qua ba thước, đầu lâu, tứ chi, thân thể hình tỷ lệ cùng người thường không sai biệt lắm. Điều này khiến cho nó xa xa nhìn về phía trên rất giống là một cụ khoa học viễn tưởng trong thế giới cơ giáp chỉ là trên trán thò ra thật dài màu đỏ gốc, vì nó lại bình thêm vài phần thần bí. Vượt sâu xích ma, level 35 yêu ma quỷ quái, lĩnh chủ, đến từ lòng đất vượt sâu xứ đồ. Hệ thống tin tức biểu hiện làm cho triệu tê ngưu không khỏi hít vào một hơi, nơi này lại tồn tại một đầu level 35 lĩnh chủ cấp bốt. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, mình làm sơ tại Lê Minh vị diện trong động mỏ thời điểm, đã từng gặp được một đầu level 10 lĩnh chủ thi vương bốt. Lúc ấy này đầu thi vương đại phát dâm uy quét ngang cả quàng mỏ, hắn cũng là dựa vào vận khí mới tránh thoát một kiếp, còn nhặt không ít tiện nghi. Nếu như bây giờ còn có thể một lần nữa phản hồi Lê Minh vị diện, Triệu Tê Ngưu cũng không có chút nào nắm chắc chiến thắng này đầu thi vương, chớ đừng nói chi là cao tới level 35 lĩnh chủ bốt, may mắn hắn nhìn về phía trên bị nhốt ở, tuy nhiên vẫn luôn đang dãy dụ trích gào, nhưng thủy chung đều không thể thoát khỏi khóa sắt cùng sắt thép tù giả trói buộc mà ở đàn tế trước mặt của, một đội ngoạn gia đang tại vây công nhất danh thánh kỵ sĩ. Giữa song phương chiến đấu chính lâm vào kịch liệt nhất dặn có trạng thái. Nhất danh thú tộc Long kỵ sĩ tăng thêm ma chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ hiện lên hình quạt tách ra, đem thánh kỵ sĩ bán bao vây lại, hai gã khác ma tộc phù thủy đứng ở phía sau chỗ không xa, không ngừng mà phóng xuất ra các loại pháp thuật cùng nguyền rủa tầng tầng lớp lớp địa thêm tại thánh kỵ sĩ thân mình còn có một danh thú tộc Đức Lỗ Y, Đờ Rui cùng ma tộc phù thủy song song đứng chung một chỗ, quơ trong tay pháp trượng, thỉnh thoảng lại phóng ra kỹ năng vi trước mặt đồng bạn bổ sung HP, đồng thời còn đối thánh kỵ sĩ thình lình phóng cá dây cuốn quanh. Tới gần bệ đá trên mặt đất, còn nằm một cụ thích khách áo đen thi thể, ân hồng tiên huyết rơi vải đến khắp nơi đều là. Người này thánh kỵ sĩ tình huống vô cùng không xong, trên người của hắn khôi giáp sớm đã nghiền nát không chịu nổi, lộ ra bộ vị máu me đầm đìa vết thương trải rộng, tiếng thối dời bước cũng không phải rất linh hoạt, thân hình lão đảo lắc lắc phản phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Đối mặt nghiêm chỉnh đội đế quốc ngoạn gia vây công, hắn ra sức vung động đại kiếm trong tay, một bên ngăn cản lông kỵ sĩ, mà chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ như mưa giông gió bão công kích, một bên phóng ra thần thuật cùng quan hoàng kỹ năng đến khu trừ roi tại trên người mình hắc ám pháp thuật cùng suy yếu nguyên rủa. Tuy nhiên gặp phải tuyệt cảnh, Người này thánh kỵ sĩ ánh mắt của yên nguyên kiên định thông dong, gương mặt cương nghị không có chút nào tuyệt vọng cùng khiếp sợ, cho dù là đao kiếm ở trên người hắn xẹt qua, cũng tuyệt không hô thống kêu to. Mọi người thêm chút sức, hắn không nhanh được. Ha ha, ngân hồ người này thật là xui xẻo, hôm nay đều treo hai lần rồi. Phù thủy, còn bao lâu có thể sống lại? Có muốn hay không ta đem thi thể của hắn trước kéo tới? Còn 20 giây, không cần phải gấp thắng lợi trong tầm mắt thú tộc các người chơi có vẻ có chút thoải mái, một bên chiến đấu còn một bên nói chuyện phím, bất quá bọn hắn đều là trong trò chơi lão luyện, không có vì vậy xuất hiện bất kỳ sơ sẩy cùng lỗ thủng, làm gì chắc đó đem thánh kỵ sĩ đẩy vào tuyệt cảnh. Chỉ là ai cũng không có nghĩ đến, giờ này khắc này triệu tê ngưu dĩ nhiên tới gần đến phía sau của bọn hắn. Chứng kiến thú tộc cùng ma tộc ngoạn gia thời điểm, triệu tê ngưu đã hiểu được, chi đội ngũ này hẳn là hắn ở đây chữ thập hành lang gấp khúc ở bên trong gặp đối thủ lúc ấy hắn đánh chết nhất danh đánh lén mình thích khách tên thích khách kia không hề nghi ngờ bị đồng bạn sống lại cứu trở về đối phương nhiệm vụ đúng là ở tòa này tử vong trong địa lao nếu như hắn không phải chiếm được địa lao truyền tống quyển trục chỉ sợ cũng không sẽ cùng bọn họ lần nữa tao ngộ tuy nhiên triệu tê ngưu không biết chi này đế quốc chiến đội nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì nhưng là hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn bàn quang nếu như hắn không có đoán sai, tên kia bị vây công thánh kỵ sĩ hẳn là năm đó thánh đường phái ra thăm dò tử vong địa cung đội viên một trong, lúc ấy chi đội ngũ này toàn quân bị diệt chỉ có kỵ sĩ anh Linh có thể trở về. Nhưng là que cho triệu tê ngưu trong địa đồ, chip tiêu chú 11 cụ di hại vị trí, này biến mất một điểm hắn tại nơi này tìm được rồi đáp án, còn có một vị thánh kỵ sĩ may mắn còn sống sót, bị vây ở trong địa lao. Thần thánh kỵ sĩ Côn Sang, đệ 12 vị thánh kỵ sĩ dưới tình huống như thế triệu tê ngư hoàn toàn không có khoanh tay đứng nhìn lý do hắn trầm mặt lặng yên tới gần đến tên kia nữ vu sư sau lưng đột nhiên vung lên chiến đao hung hăng cảm kích ở phía sau người non mềm trên cổ đáp bờ đa ma nữ vu sư căn bản không có chút nào phòng bị mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở trước mặt thánh kỵ sĩ trên người bọn họ lúc trước một đường thông suốt địa đến nơi này ở phía sau ở đâu còn có thể lưu ý phương hướng phía sau quan trọng nhất là vì tiết kiệm quý báu pháp lực, phù thủy không có cho mình gia trì bất kỳ phòng ngự pháp thuật, bởi vì làm đối thủ thánh kỵ sĩ bị đồng bạn của nàng môn vây lại, đứng ở phía sau rất an toàn. Cho nên cái này cũng chú định rồi bi kịch của nàng, 95, 123. Phù thủy phòng ngự vốn là bạc nhược yếu kém, không có pháp thuật bảo vệ càng không chịu nổi một kích, tại Triệu Tê Ngưu toàn lực công kích dưới, trong nháy mắt ngã xuống đất bị mất mạng. Chết ngay lập tức. Triệu Tê Ngưu lựa chọn nàng làm đầu mục đánh lén mục tiêu, không chỉ là bởi vì phù thủy yếu ớt nhất, mà là nàng mới vừa nói của mình, kỹ năng phục sinh sắp làm lạnh xong. Triệu Tê Ngưu làm sao có thể cho nàng sống lại đồng bạn cơ hội? Một chiêu đáp bờ đa ma kích tể liễu đệ nhất danh phù thủy sau, Triệu Tê Ngưu dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay công kích bên cạnh tên thứ hai phù thủy, chiến đao hoành trảm đồng dạng thiết trung cổ của hắn, 87. A. À. Phu thủy kêu thảm một tiếng, đang tại thi phóng pháp thuật lập tức bị cắt đứt, nhẹ nhàng lương lương địa nhào về phía trước. Lúc này tên kia Đức Lỗ Y Đờ Rui mới tỉnh cơn mơ, rống to. Cái lời gì thốn? Có. Đức Lỗ Y Đờ Rui cảnh báo gầm vừa mới hô lên, một mặt chiến lá trắng hung hăng đánh vào trên người của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.